nào mà chia sẻ đi, cuối like nếu có gì em sẽ tặng tiếp cho mấy chị ha. Chia sẻ lên đi, chia sẻ lên rồi. Áo khoác này em có bán luôn, em đang chi ơn bán mấy chị 50.000 một cái luôn. Có chị nào muốn lên áo khoác em lên áo khoác cho mấy chị lựa. Áo khoác em đang chi ơn bán 50.000 một cái. Có chị nào muốn lên không? Em lên mẫu cho mấy chị lựa. Rồi em hết mã tặng nha. Em hết mã tặng nha mấy chị ơi. Tí nữa em lên tiếp nha. Rồi bây giờ mấy chị muốn lên đồ beo nha. Em lên beo đi mấy chị được không? Đâu cổ beo đấy nha. Rồi beo. Beo anh có 5 size ha, từ 40kg đến 75kg nha. Bây giờ 1, 2, 3, 4 size nè. 40kg đến 75kg hả? Rồi ok, bây giờ em mặc nè. Con mặc cái máy ta. Rồi đây em lên mời chị ơi. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Đó, em lên beo nha. Rồi chờ hết beo, chút beo cho em mấy chị ơi. Nhanh tay mấy chị ơi. Beo này em ơi, ở xưởng á, gửi về cho em một ít thôi. Tại vì beo này em hết hàng rồi. Cái mẫu này là mẫu mới nha mấy chị nha. Mẫu này là mẫu mới giúp em. Xưởng kiếm được cho em được có nhiêu đây thôi đó. Nên chị nào mà nhanh tay thì được cho mấy chị nha. Em có ít lắm. Em về ít lắm mấy chị ơi. Cho em xem bộ trắng bi hồng. Bộ trắng bi hồng. Bộ trắng bi hồng đâu? Là bộ nào chị? Không phải trắng bi đâu nha. Cái đó nội sao đó. À đúng rồi. Cái đó bi bi á. Ờ lên áo khoác đi. Dạ ok. Rồi thích lên áo khoác đúng không? Rồi để em lên bộ beo này xong rồi em lên áo khoác ha. Rồi ok, áo khoác mình có size bao nhiêu ký đổ về nè? 75kg. Áo khoác em có size 75kg đổ về. Mấy chị muốn lên áo khoác size bao nhiêu ký báo cho em luôn nha. Rồi đây, bộ này là bộ trắng bi hả? Cái bộ này là bộ gì? Cái bao. Bộ này á là bộ trắng bi nè. Khung gắm ngực giùm em ha. Bán cho chị là giá 130 nha. Em bán cho chị là giá 130. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi. Bao đẹp luôn. Hàng làm thiết kế bên em luôn. Có chích ben sẵn cho mấy chị luôn nha. Khỏi chị chích nữa ha. Dịch này đừng chích đấu nhớ. Đó, có chích ben sẵn mấy chị luôn. Ừ, bên đây sao bữa nay bắt vô cũng vô luôn á. Hót ca vô lại. Hót ca nãy giờ luôn rồi, mới hót vô nữa. Vậy cho mình sửa thôi đi mình. Rồi đây size bao nhiêu ký hả? Đây cái mẫu này là size này là size từ 50kg đến 75kg nha mấy chị nha. Nha, 50kg đến 70kg nhưng mà em còn ít thôi. Xưởng gửi về cho em có một ít thôi. Nên mấy chị nào bao nhiêu ký lên số ký giùm em đi. Chị Mỹ Duyên bao nhiêu ký cho em xin số ký đi đọc màu cho chị lựa. Cho em xin cái số ký đi em đọc màu cho chị lựa nha chị ơi. Rồi bây giờ bộ beo này em bán giá cho mấy chị là 160 ha. 160 rồi chị nào ơn thì chốt giùm em. Trời ơi cái quần sao nó ấm. Bộ hồng á chị. Bộ hồng á chị là bộ đó đúng không chị? Chỉ có bộ đó thôi, trên đây là em thấy chấm bi nè. Đây nè đúng không? 130 nha, em bán giá bây giờ là 130 một bộ nha. Hung gắn ngực nha chị nha. 75kg rồi hả? Bộ hồng mà 75kg thì còn không? 75kg không không vừa chị yêu ơi. 70kg thôi, em có 70kg thì chơi. Đồ hung gắn ngực này là bán 130 một bộ. Em có size từ 70kg đổ về thôi. Bây giờ hiện tại em còn size 70kg đổ về thôi nha. Em còn sai cho 70kg đổ về thôi mấy chị ơi. 78kg cao mấy bao nhiêu chị ơi? 78kg cho em xin cái chiều cao luôn nha. 78 với bạc xây 5 đó mà. Bạc xây 5 nhưng mà cho chiều cao luôn đi Trang Nguyễn thôi. Rồi đây bộ này em bán cho mấy chị là 160 ha. 160. Con có nặng thêm 4 rồi. Rồi đây xây 78kg thì chị bạc xây 5 giùm em nha. Mặc size 5 giúp em ha. Để cho chị bộ trắng bi 67kg. Một áo khoác hoa. Mấy chị ơi cái đó là em tặng rồi. Để còn em coi còn không? Còn không? Nhiều ký chị nhiều ký? Chỉ 67kg. 67kg mặc size mấy 34 à, mẹ ơi mẹ coi mà trắng bi á. Bộ trắng bi á mà. Bộ trắng bi đó là mình có size lớn không? Hay là mình đưa lên mẫu cho mấy chị lựa mẫu đi. Bây giờ em đưa mẫu lên cho mấy chị lựa cái mẫu chấm bi ha. Cái mẫu hung gắm nhật đó nha. Bộ màu tím bi. Bộ màu tím bi sao mới lai bi gì vậy? Màu tím bi là cái nào ta? Màu tím bi là bộ nào? 57kg nè. Bộ em đang mặc là bộ beo cho mấy chị nha. Bộ em đang mặc là bộ beo giùm em ha. Beo này em bán giá 160. Mấy chị muốn lên beo này thì cho em xin cái số ký chiều cao nha. Đó là lên beo theo nhiêu ký á em đọc màu cho. Bây giờ không chị đâu hỏi thì em cởi bộ beo ra nha.
hỏi một eo thì em lên eo, còn lên số ký thì em rồi em đặt màu eo cho mấy chị lựa, còn không em qua hộ khác nè. Bên em là lựa theo yêu cầu của mấy chị, nên chị nào mà muốn lên gì thì chị cứ báo cho em, rồi kèm số ký chiều cao cho em thì em sẽ lên mấy chị nha. Chứ bên em á là toàn là xưởng còn gì vậy, em tới toàn cuối năm rồi em hết hàng luôn rồi, em xả sạch sành sanh hết trơn mấy chị ơi. Nên chị nào muốn hỏi gì, muốn lên bộ gì, mấy chị cho em xin là cũng như là bộ bi đi, bộ gấm nhật đi, cái này là bộ gấm nhật 130. Mấy chị nói á là lên bộ gấm nhật xây của chị là 50kg hay là 60kg á thì em lên cho mấy chị ha. Này cô nào, Vũ Thị Vinh ơi, cô Vũ Thị Vinh ơi, đây nè áo khoác nè cô ơi, cô lựa áo khoác giúp con nha, 67kg xây của cô nè cô ơi, rồi ghi con áo khoác này bán với chị là 50.000, rồi bán với chị 50.000 thôi nha, 70kg nữa về giùm em con này, ghi mã một giùm em 50.000 thôi đó, 70kg nữa về giùm em 50.000 đó, cực kỳ đẹp luôn, có hai túi hai bên nha mấy chị nha, có hai túi và hai dây kéo hai bên luôn. Rồi ai ơn thì ghi em là cái mẫu này là mã 1 giùm em nha, cực kỳ sang luôn, mã 1 giùm em 50.000 một áo khoác nha. Đó, em hôm nay em xả hết sạch luôn cho mấy chị luôn nè, mã 1 cho em con này. Rồi con này mã 2, rồi con mã 2 giống như con nãy tặng đúng không ta? Đây này con này nè, cô có lấy không cô Vũ Thị Vinh ơi, giống cái mẫu hồi nãy con tặng nè, giống hồi nãy con tặng nè, cô lấy thì cô chốt thì giùm con là mã 2, con này là mã 2, ghi cho con là mã 2. Là đổi nút áo nha, cho chị hai mặt dễ chưa. Rồi đây, con này áo khoác mã 2 50.000, rồi chị nào ưng thì ghi lên là mã 2 50. Rồi, mã 2 50 cho em con này ha. Tím kế. À, cái bộ tím này đúng không? Bộ tím này là áo tay dài nha. Tím này là áo tay dài giùm em nha. Bộ dài, cái này là kêu bằng pyjama trồng cổ cho mấy chị nha. Bộ pyjama trồng cổ này em chi ơn bán chị là 130 thôi. Chi ơn giá chi ơn đó nha mấy chị nha. Giá chi ơn bán chị là 130 thôi. Có chị nào muốn chị gì, chị Hồng Hiền lên 50kg hả? 50kg có mẫu này không? Cái gì? 50kg có qua răng nào? Để lên từ từ đi, chị đâu biết. Đây nè, 50kg thì mẫu khác nha. Tại vì em hiện tại em đang lên 70kg. Mấy chị muốn lên áo khoác có không? Xanh nào. Thì có gì lấy. Bây giờ em đang lên từng size mấy chị ơi, nên đến 50kg đợi em xíu nha. Đây bộ này là 40kg, 50kg nè, size số 1. 40, 50kg. Phân này mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký chị báo cho em có size từ 70kg đổ về nha. Em còn size 70kg đổ về tay dài. Mấy chị nào muốn lên tay dài thì kèm số ký cho em, ghi em là tay dài kèm số ký để em lên. Rồi khoác mã 2 cho em 70kg đổ về. Mã 2. Rồi, con khoác này mã 3, quá đẹp luôn. Gắm nhật là 130, tay dài em chưa mát 130 luôn. Rồi đây ghi giùm em, mã 4 cho em 50 luôn. Mã 3 chứ, mã 3 cho em 50 luôn, rồi chị nào ơn thì chốt cho em. Có hai túi hai bên luôn ha, dài được tới trên đây luôn nên mấy chị đi ra nắng, mấy chị đừng có sợ bị ăn nắng luôn. Rồi chị nào ơn thì chốt cho em, 50k, mã 4. Ủa mã 3 chứ, mã 3 chứ là mã 4 ngoài. Rồi đây 70kg hả chị Như Linh Đăng Lê ơi, em đang lên size 70kg, 72kg đổ về mặc vừa luôn á chị ơi, em đang lên size lớn nè. Rồi đây, rồi chị nào ưng con này ghi giùm em con mã 4 đó, mã 4 cho em con này nha, mã 4 á chị ơi, con này mã 4 nha. Đó, qua chân này là mã 4 cho em, cực kỳ đẹp, có hai túi hai bên nha mấy chị nha, hai túi có dây kéo luôn. Rồi 50.000 một con, rồi chị nào ưng ghi em mã 4, mã 4 cho em. Rồi, sọc xanh này là mã 5. Sọc xanh này là mã 5. Chị Hồng Hiền đợi xíu nha, để em lên xây 50kg chị. Rồi, con này ghi em là con mã 5 đi. Mã 5. Đó, mã 3, 73kg cho chị Khánh An. Ok, Khánh An. Rồi đây, cực kỳ đẹp luôn. Mã 5. Mã 5 cho em con xanh này nha. Mặc màu đỏ. Màu đỏ luôn. Là sao? Mặc màu đỏ đô hả? Đúng rồi. Màu đỏ dơ đó. À, beo đỏ đúng không cô? Cô muốn lên đồ beo đúng không? Rồi beo đợi em xíu nha. Rồi con này đẹp quá nè, con này nhìn sang nè. Rồi ghi giùm em con này là con mã 6. Đó,
con thôi, rồi chị nào ưng chốt chi 50.000 mặc bao mát luôn á chị ơi. Mặc cái này mấy chị sức kem mấy chị dưỡng tết rồi mấy chị ơi. Đó rồi đi em, con qua văn này là mã sáu rồi, con này mã bảy này là xay 50kg có size nha, chứ qua văn này là 50kg có size này. Mã này là mã 7 giùm em. À mã 6 em cũng có qua văn số 1 luôn, qua văn số 50kg luôn nha. Mã 6 em cũng có qua văn rồi này, mã 7 nè. Mã 7 là em cũng qua văn 50kg luôn nha mấy chị nha. Rồi chị ơi thì chốt cho em, chị muốn lên ống khoái xay nhiêu ký mấy chị báo em đi, em mặc xong em lên cho mấy chị. Rồi ghi em con mã 7 giùm em. Rồi chị ơi thì chốt cho em mã 7. Có hai túi hai bên ha, 50k một con. Rồi chị ơi thì chốt cho em mã 7. Rồi mã 8, mấy chị muốn lên gì mấy chị cứ báo đi, em mặc xong rồi em lên tiếp với chị. Mã 8 em còn có vài con thôi, chị nào ưng thì chốt cho em mã 8 cho em con cọc này. Đó mã 8. Rồi con này mã 9 cho em, mã 9 nha, mã 9 cho em. Rồi mã 6 chị Ngô Phương Trinh, ok chị Ngô Phương Trinh nè. Rồi đây, rồi riêng em con này là mã 9, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Mã 9 nha, 50.000 một áo nha mấy chị nha. Có hai túi hai bên luôn. Rồi mã 9 cho em con này nha. Mã 9 cực kỳ đẹp mấy chị ơi, hoa văn đẹp quá. Mã 9. Rồi, con này mã 10. Rồi em hết. Em có 10 mã xay 50, xay 75kg đổ về đó. 65, 75kg, 80kg mặt vừa không hư. Thấy hả? Số 5 rồi. Số 6 đâu? Nãy giờ mới con lên là số 6, cái bả đó. Sao mẹ em đi lên số 5, số 6 được lên 10 sao không biết được nữa. Tại vì nó cũng có một ấy thôi, nó cũng xin chị thôi. Rồi đem tìm 16 chưa? Dạ 80kg là mặt số 6 á. Mã 9, mã 9. Mã 9 là mã nào anh? Mã 9 nó không có. Cái mã 9 nó không có xe 50kg chị ơi. Em nhờ chị 9 sang nha. Rồi chị đợi thì chốt cho em con này. Mã 10 cho em. Rồi đâu, lựa 36 theo lên đi, 80kg không? Nè con lên 50kg cho con kia trước. Ừ lên 50kg trước đi. Rồi kiếm 36 thôi. Rồi mã 11 cho em 50kg nè. Mã 11 cho em 50kg. Rồi chị nào ưng mã 11 chốt mã 11 cho em. Em mã số 1 em còn có vài con thôi nha. Chị nào ưng thì chốt cho em. Ủa mã số 2, mã số 2 50kg này em có vài con thôi. Em tới 6 mấy ký lận lên mặt nó là đưa cái qua văn lên cho mấy chị xem thôi nha. Rồi ghi em con mã 11 50-55kg đổ về. Mã 11 55 bỏ ghi nha. Mã 11. Rồi con này mã 12. 12 cho em con này, em mặc không có vừa đâu, em chỉ đưa cho chị cô qua văn thôi. Rồi ghi em con mã 12 qua văn này nha mấy chị nha. Mã 12 áo khoác qua văn này đi, chứ mặc không vừa mấy chị ơi. Mã 12, 55kg đổ về. À, chị áo khoác mã 10, nặng 67kg, ok chị Vũ Thị Vinh. Chị Vũ Thị Vinh. Đâu, mã 10 đâu. Rồi ok, mã 10 lấy con này đi. Rồi ok, qua văn mã 10 cho chị Vũ Thị Vinh. Ok chị yêu nè. Rồi đây, con này mã 12 đúng không? Mã 12 xay 55kg đổ về, mã 12. Rồi con xanh này mã 13 mà không vừa, em đưa qua văn lên cho cái chị mà cái chị nào mà 50kg á. Rồi con này ghi mã 13 cho em. Xem bộ hồng viền cổ đen. Bộ hồng viền cổ đen lên số ký chiều cao cho em đi, chị cảnh cảnh đen thôi cho nó xay nhỏ. Chị lên số ký chiều cao cho em đi rồi em lên cho chị xay xay của chị. Tại vì hôm á là hàng thiết kế mỗi mẫu mẫu khác nhau nên á là cái số ký của chị thì cái mẫu khác nhau nữa. Em sẽ đem lên cho chị xem. Rồi cái mã này là mã 13. Mã 13 cho em, xay 55kg đổ về, mã 13. Rồi 13. Dạ 75kg đó, thì nãy mới vừa lên đó cô Đỗ Vương. Rồi con này là mã 14 cho em. Rồi mã 14 cho em mấy chị ơi. Mã 14, 55kg đổ về. Mã 14, 55kg đổ về, 75kg có mã 14 luôn nha. 75kg đổ về là có mã 14 luôn. Áo khoác em có 70kg luôn nha chị nha. Em xả với chị, em bán xe với chị là 50.000 thôi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em nha. Rồi ghi mã 14 cho em. 14
14 là có size 75-70kg về đó mấy chị. 14 15 cũng có size 70-75kg về luôn nè. Đó, và chị nào ưng thì chốt cho em đi mã giùm em nha. Rồi con này mã mã 15 là mã 15 này có size 70-75kg về luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em nha. À, sao bao nhiêu sale hả? À 50.000 nha. Áo khoác này em sale với chị 50.000, có hai dây kéo hai bên ha mấy chị nha. Túi rất là sâu nha mấy chị nha. Mã 14 70kg, 14 đâu? 14 có 70kg nè. Đây 70kg đây. Rồi ok, mã 14 cho chị gì? Cho chị gì vậy? Chị kim gì nè, kim hoa he gì nè. Rồi ok, chú với chị là kèm số điện thoại cho em đi chị Kim ơi. Chị Kim ơi, lấy mã 14 kèm số điện thoại giúp em nha. Ghi giùm em là 14, mã 14 kèm số điện thoại sau lưng em để bấm thẻ hay cho dễ chị nha. À, để cho cô bộ chấm bi. Bộ chấm bi 6-7kg chị Kim. À, bộ chấm bi đó là size 1, cô không mặc vừa đâu. Bộ chấm bi nào? Dạ, bộ chấm bi hồng ha. Bạn đem xem cho mấy giờ. Size 3. Size 3 là hồng độ, không đụng được. Size 2 kg về thôi. Size 2 kg về thôi. Size 7 em lên số 4 thì chị lựa mới được nha. Để tí nữa con lên size 4 cho cô Vinh lựa nha. À, tí nữa chị vô tin nhắn mua được bộ. À, chị Kim to lên. Chị Kim ơi, kêu bằng chị Kim nha. Chị Kim ơi, lên số điện thoại trên này em mới chốt trên like. Còn nếu không lên số điện thoại này là em không có giữ đơn nha chị nha. Là em không có giữ đơn đâu. À, bộ sao bao nhiêu ký? Bao nhiêu hả? 70kg hả? 70kg mẫu này em có size 70kg luôn ha. 70-75kg em có mẫu phía sau luôn. À, bên đây em cũng có size 70kg đổ về luôn. Nhưng mà phải lên để em lên từng cái thôi mấy chị lựa. Rồi áo khoác đó chị nào muốn lấy nữa không? Không em xuống like, em qua lấy mẫu khác nha. Quên. Đó, rồi giờ ưng cái này ghi mã 15. 15 xem bộ vàng sau lưng. Bộ vàng sau lưng hả? Bộ vàng sau lưng lên số ký giùm em đi chị ơi. Chị nào hỏi gì thì lên số ký thì em mới lên. Còn không, không có lên đâu mấy chị ơi. Tại vì thôi mà là hàng thiết kế, hàng may, nên nó không có không phải là đủ size đâu. Tội cái size của nó là chỉ qua văn khác nhau thôi. Lên số ký chiều cao đi, em cho lên con qua văn nè. À cô gì? Cô Vũ Thị Vinh 6-7kg rồi, mày lên xe 4 con đi mà. Lên xe 4 đi, áo khoác 80kg có thay 6 không? Cái nào chú? Mình nãy mình kiểm tra có thay 6 không? Có mà. Thay 6 là cái nào? Nè, 6 nè. Đây nè, 80kg. Mấy cái này nè. Đây, 80kg nè chị ơi, 80kg. Cho chị xem bộ không? À, chị là 54kg, 1m56, mà bộ vàng. Bộ vàng 54kg, 1m56 rộng được. Được chứ không rộng. Từ 56kg đứng lên rồi được rồi. Đây là chị ơi, bộ vàng đây 130. Em đang kêu ơn bán 130 ha mấy chị nha. Mấy chị kết bạn Zalo đi. Bên đó là em đăng em chụp từng bộ một bên Zalo á. Em bỏ sỉ bỏ nó. Nên mấy chị vô mấy chị xem cho nó dễ có hình luôn. Đó, chị kết bạn Zalo nha. Nhớ các bạn Zalo Hấm Lê nha. Hấm Lê là mẹ em nha mấy chị nha. Đây, bộ vàng mấy chị ơi, 130. 130 thôi mày là tầm có 60kg đổ về mà. 62kg đổ về. Đó. 50kg đổ lên. Cực kỳ đẹp luôn. 50kg đổ lên. Rồi 80kg giùm em con này mã 16-17. Rồi con này là mã 16 cho em. Quá đẹp luôn, 80kg đổ về nha. 80kg đổ về em con mã 16. Loại khác này là gài được hai nút ba nút rồi nha. Khoác này là gài được là trên cổ một nút nè, hai nút, ba nút, nhiều khi là có bốn nút ha. Nên mấy chị, tại vì nó gài chủ yếu là nó che nó phần ngực của mấy chị đi ra nắng thôi nha. Rồi chị đạo ơn thì chốt giùm em mã 16. Mã 16 thôi, mã 6 nha. Mặc lại mã 6 con nha. À rồi ok. Rồi con này là mã 16 nha. Mã 16, mã 6 là nào vậy? Mã 6 là mã nào? Mã 6 là mã nào ta? Cm 65. Vào đây nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp không quá chị ơi. Đó, bộ này em có phân từ 70kg đổ về thôi nha. Cái mẫu em đang mặc là size 65-62kg đổ về. Đó, 62kg đổ về. Và chị đã ưng thì chốt cho em liền. Vàng. Vàng 130 nha. Vàng bán chị ơn mấy chị 130 hàng là hàng thiết kế mai luôn nha mấy chị nha. Có chích bên sẵn cho mấy chị luôn ha.
đây có chiếc bên luôn, hai bên trước với lại hai bên sau nha, 130.000. Áo khoác 68 kg, mặc cho em coi. Xanh nè, cô nào hỏi nè, cô ngon kim lên số ký chị
xưởng mới gửi con được tầm cỡ mấy chục bộ thôi. À 70 kg đúng không? Mấy 55 rồi, ok để con đọc màu cho cô lựa màu nha. Con này xưởng mới may rồi mà may không có kịp nên may được ít thôi. Nên chị nào mà lấy thì nhanh tay nha. Rồi ghi giùm em con này 160 giùm em con beo, phối beo. Ghi giùm em là mã phối beo 70 kg mấy 55. Mà thua không? Chốt cho em.
xem áo khoác rồi, ok. Ok nè, chị Đỗ, cô Đỗ Phương là 75 rồi, ok, lên xe 4, ta thấy xe 4 qua đi nha. Xe 4 đâu? Ủa, phải cái mã xe số 5. À, nó đi giao hàng dự kiến là ngày mai nó giao đó chị, ngày 14 tháng 11, tháng 1 đó chị ơi. Em thấy trạng thái nè, là ngày 14 tháng 1 đó, để giao cho chị. Mở cái áo nha, đồ mà. Mai chị Thanh, có điện thoại với Thanh, điện thoại với em nha. Chắc ngày mai nó giao đó chị Đỗ, không chị gì? Mỹ Hạnh. Chị Mỹ Hạnh ơi, mai nó giao đó. 14 tây tháng 1 rồi chị ơi. Hai bộ beo đó là chị mặc 90kg là chị mặc vừa đó chị Lan Hoài ơi. 90kg là mặc thoải mái luôn nha. Mặc bao vừa chị luôn á, 85-95kg mặc vừa luôn. Cái mẫu size số 5 đó chị ơi. Chị kia size, cái chị kia mà 90kg hổm á, đưa size 80kg size số 5, người ta bằng gậu của mấy chị. Đó, vào đây là chị nào ưng thì chốt cho em. 90-95kg là bao mặc số 5 nó vừa luôn, còn được có 2 con á. Tưởng kiếm lại giùm em được có 2-3, được có 6 con rồi, mà hôm qua bán hết 4 con rồi. Hôm nay còn được có 2 con đó, chị nào lấy beo chút beo cho em nha. Cho coi bộ đang mặc 70kg rồi, ok, đợi xíu nha. Và đây em lên áo khoác nè, chị nào ưng áo khoác chú áo khoác giùm em 75kg độ về. Mã, ghi mã lại nha, ghi mã 1 cho em đi. Mã 1 giùm em 67kg đến 75kg, 67-75kg giùm em mã 1. Khoác nha, 50.000 một con thôi. Em bán cái gì là 50 thôi, rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Đây có hai dây kéo hai bên nha, làm biến kéo quá. Có hai cái túi nha, hai cái túi hai bên. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em 50.000 cho em con mã 1. Mã 1 giùm em 67 đến 75kg mã 1. Rồi con này mã 2 cho em. Con này mã 2 cho em nè. Bộ màu tím em mặc bao nhiêu? Cái gì bộ màu tím em mới mặc hả? 160 chị Châu Nguyễn thôi. Chị Châu Nguyễn bao nhiêu ký hả? Để em coi coi. Rồi cái gì em con này mã 2. Mã 2 cho em con này. Quá đẹp luôn. Mã 2. Ai ưng mã 2 chút mã 2 cho em. 75kg về. Mã 2. Mã 2. Ủa xoay của chị bộ beo mình còn mà. Bộ beo C4 á. Beo C4 còn. Tao C4 mình còn màu gì? 75kg. Nè beo thay 75kg của chị Châu Nguyễn thì các còn hai màu là màu hồng với màu tím than luôn đó, 160 nha chị Châu Nguyễn ơi. 75kg hiện còn được có hai con đó đó. Bây giờ hàng bên em hết trơn rồi, xưởng nó mai nhanh lẹ lẹ để nó đưa cho em nó bán đó mấy chị, chứ không cũng không hết kẹt hết hàng bán luôn đó chị. Đó, chị nào ưng thì chốt nhanh nha. Em lấy cho chị hai thôi, mày lại mày đọc cái gì nhiều mày đọc đi. Rồi mã 2 80kg mình còn không? Hoàng Lê ơi, 160 nha chị Hoàng nha.
ok anh. Mã tím rồi ok, mã tím một mặt tím rồi ok. Sao lâu quá mà chưa nhận đồ? Nguyễn Thanh Thúy rồi bấm hẻ gan. Mai kịp không? Mày vô app mày kiểm tra đơn con đi. Nguyễn Thanh Thúy. Lấy cho cô hai bộ màu tím với lại màu cam. À rồi ok con hiểu rồi. Ok chút tím với cam nè. Rồi tiếp bộ cam cho cô luôn thay số 5. 90-95 ký mặt thoải mái giúp em ha mấy chị nha. Rồi mã 3. Mã 3 này là size 6 rồi. Mã 3 size 6 mình có không? Mã 3 size 6 em không có ha. Em có size 75kg về thôi. 60-67 cho mình đến 75kg về. Mua hai bộ có miễn ship không? Bên em không miễn ship nha. Bên em là bán giá, bán giá gốc mấy chị ơi, em bỏ sỉ nữa mấy chị yêu ơi. Chị nào muốn mua sỉ à quên hả? Mấy chị nào muốn lấy sỉ các bạn Zalo lấy sỉ nha. Zalo thấm lê nha mấy chị nha. Mẹ em đăng tất cả mặt hàng trong đó, bỏ sỉ đồ bông và nhiều nhất nha mấy chị nha. Mấy chị nào muốn bỏ sỉ đồ bông, lấy đồ bông thì mấy chị cứ báo cho em nha. Nhắn tin bên Zalo em chứ Facebook em ít khi nào còn có chắc nha mấy chị nha. Chị nào muốn được phản hồi sớm nhất thì mấy chị các bạn Zalo thấm lê là lê thấm đó nha, để đặt hàng để lấy đồ sỉ nha mấy chị nha. Trong đó em chụp từng bộ một cho mấy chị lựa luôn, chụp từng bộ một cho mấy chị lựa cho dễ. Bao nhiêu một bộ vậy? À bộ khóa beo này là 160 nha, trên đây là cũng 160 giùm em luôn. Em có size từ 75kg trở về. Còn đây bộ em đang mặc là size 4 giùm em nha. Size 4 mình là form to. Size 4 mình là form to tầm cỡ 72 kg đến 80 kg mặt dừa đó. Em còn hai nào màu tím với là màu hồng, chị nào ưng thì chốt cho em. 72 kg đến 80 kg mặt dừa giùm em con này size 4 màu tím với màu hồng, ai ưng thì chốt cho em nha. Đó bộ rồi, chị nào ưng thì chốt cho em 70 kg thì qua mẫu này đi nha, hoặc là 70 kg mặc mẫu này nó rộng lắm. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em. Màu vàng bên trái của em rồi ok, để em lên bộ vàng cho chị xem. Rồi ai ơi mã 4 thì chốt mã 4 ha. Mã 4 này là 72 kg đến 80 kg mặt dừa đó, chị nào ưng thì chốt. Size 4 còn có 2 con. Rồi để em coi còn size mấy nữa mà. Có đeo này size 1 hả? Size 3. Ủa size 5 đó nè. Sao em chưa lên? Ủa nay mày đưa hai con cho nó. Tại Tiếng Huế. Mấy chị ơi 90kg, 95kg đổ về em có màu tím Huế luôn nha mấy chị nha. Em có màu tím Huế luôn. 95kg về em còn dư được con một tím Huế là mấy chị đã ơn thì chốt cho em nha. Lấy cho cô bộ tím size 4 rồi ok, chốt cô bộ tím nha. Bộ tím đâu? Nè lấy bộ tím không? Ủa? Màu cam đâu mà? Hãy vô cho mẹ luôn, chốt màu cam chứ màu đó không đọc comment hả? Đưa màu cam, màu tím cho mẹ luôn. Hồi lấy cho bác nữa bây giờ. Rồi màu tím đang mặc, à đây màu tím đang mặc đây. Rồi ok chú cô Châu Nguyễn, chú cô Châu Nguyễn màu tím ok nè. Rồi đây bây giờ size 3. À size 5 để em mặc nè mấy chị ơi. Chị bộ phó màu cam, màu cam là chị Hoàng Lê mặc không vừa nha. Chị Hoàng Lê có 72kg mặc size 4 cho em thôi. Size 4 thì hiện tại size 4 còn được màu hồng thôi chị ơi. Size 4 còn được cái màu hồng thôi, màu tím mà. Size chị 70kg 1m50, chị Tây Hoa ơi, chị mặc giùm em size số 3 nha chị nha. Phơm này là phơm bự. Chị Tây Hoa lấy giùm em size số 3 đi chị ơi. Size số 3. Đây, chị mặc size số 3 được rồi chị yêu ơi. Mặc size 4 nó rộng lắm. Size 4 tới 78kg đổ về rồi nha. 78-81kg đổ về lận. Rồi chị là ơn thì chốt cho em con tím này. Tím Huế ha. Tím Huế em còn một con size 3, một con size 5. Size 5 là 95kg về nha mấy chị nha. 80kg đến 95kg. Rồi chị là ơn thì chốt cho em 70kg 1m50. Cô Hoàng Lê hả? Cô Hoàng Lê nè. Chị của nó là gỗ có bụng. 70kg 1m50 hả? Số 4 thôi. Số 4 hả? Số 3 hả? Số 3 hả? Số 3 hả? Cái bộ có nay bụng ha. Rồi để con lên cho cô xem cái size 4 nha. Cái bộ này là size 3. Size 3 này là 70kg đổ về. Nhưng mà chị nào cao cao đi ha. Chị đi. Màu tím rồi ok nè. Màu tím màu hồng. Chị Hoai Tây lấy. Ủa chị Hoai Tây cũng 1m50 luôn nè. Mã 3 75kg. Mã 3 đâu anh. Đây rồi ok. Mã 3 75kg cho cô đổ vuông. Để con lựa. Để con lên thêm vài con nữa cho cô lựa nha. Rồi mấy ba cho chị cô đổ vuông. Mấy cô ơi hôm nay con hơi mệt á, nên có gì mà con mà có
kiểu như con lưng hơi dặn cho mấy cô xíu, mấy cô không cảm cho con nha. À, phối trên à, cái bộ phối trên đúng không, rồi ok. Bây giờ nè chị nào ưng thì chốt cho em 70, bây giờ tính là 68 kg đổ về đi, 68 kg đổ về em đi đó, trừ hao cái bụng, mấy cái bụng mà của mấy cô người lớn á, chị nào mà cao cao 72 kg mặc vừa size 3 á, chị size 3 này á nhiều người đổi được lắm, tại vì về mặt nó rộng lắm, phơm mày không phải giống như đồ hiêu nó nhỏ, còn cái phơm mày nó rộng, phơm mày á là size 5 tới 95 kg đổ về luôn á. Rồi đây nè, màu vàng với lại là màu tím hóa giùm em, là size này là size 70 kg, 68 kg thôi, 68 kg đổ về còn hai con, rồi chị nào ưng thì chốt cho em, 68 kg đổ về còn được hai con, rồi chị nào ưng thì chốt cho em nha. 90 kg còn 1 con, 90 kg nè đó, cô nào đã 90 kg thì chốt 1 con nha, 90 kg đổ về, 80-90 kg đổ về em, là còn tím hóa đang mặc nè. Còn size một đồ beo nè, em còn được 1 con màu vàng, màu vàng này là 45 kg, 55 kg còn con vàng, rồi chị nào ưng thì chốt cho em, rồi em lên mẫu trên nha. Cô đổ vuông đau đưa cho khoan bộ khói trên, khoan ra từ từ đi. Mà nơi đưa gì hai cái xây số 5 ơi, xây số 5 còn mẫu nào chưa lên đưa cho cô đổ vuông coi, cái cô lựa thêm ơi, cái nào đã lên rồi hả, nãy giờ mới lên 3 con à, cái đợt sau rồi nè. Rồi đây, rồi chị đâu, cái này là riêng em 75 kg về giùm em con size, riêng con là mã 4 giùm em nha, mã 4 và ai ơn thì tốt cho em. Em còn bộ màu vàng, tí nữa lên size này đi chị Nguyễn Duy ơi, tí nữa em lên cái mẫu mới thì đi nha, cái mẫu cũ đó em còn ít mẫu lắm, ít con lắm mấy chị ơi. Số 4 thì em còn được cái màu hồng thôi, đây nè, beo cũ nè, cái beo này nè, là em chỉ còn được có màu hồng thôi là size 4. Thay 4 đó là 75 kg về đó, em còn đúng một con, mấy chị nào lấy thì chốt, không thì em qua cái mẫu mới về. Và đây là chị nào ưng thì chốt cho em con này, con này 75 kg về giùm em con này, mã 4. Rồi lên sau lưng lửa đúng không, rồi đợi con tí xíu cho cô Lê Hoàng Lê ơi, để con mặc cái áo cho cô kia xem trước, tại vì á bên em á là chị nào kêu trước thì em lên trước thôi nha, người nào cũng là khách hết trơn á, nên chị nào mà kêu trước thì lên trước, chứ không lẽ chị nào kêu trước mà bắt đợi không được nha, không chạm giúp em. Rồi chị nào ưng này ghi mã 5, 75 kg được về mã 5 còn không, như vậy thôi phải không, à, như vậy thôi đúng không. Rồi con này mã 6, rồi chị ưng mã 6, chút mã 6 cho em rồi hết 75 kg còn như đó thôi, chị nào ưng thì chốt cho em mã 6. Rồi xong rồi em qua mẫu nè, rồi em lên mẫu cho mấy chị nha. Bộ trên đúng không, ok lên bộ trên, cô Hoàng Lê là cổ 72 kg, rồi lên bộ trên, rồi xong rồi lên kiếm bộ vàng thiêu, mình bộ vàng thiêu mình còn con nào không, mà màu vàng thiêu á mình còn con nào không, hồng thiêu đó đúng không, mà kiếm màu vàng mà. Ừ thôi có không, đẩy nha tí. Rồi đây em lên cái mẫu beo nha, rồi chị đã ưng beo chút beo nha, em đang lên mẫu beo khối mới về hôm nay nha mấy chị nha, em có size từ 75 kg đổ về phơm này. Đây tay con thì còn sưởng may, sưởng may gấp lắm luôn á mới được cái mẫu này đó mấy chị, may tầm cỡ mấy chục bộ thôi đó, mỗi size được có mấy màu thôi. Rồi đây mẫu chị đã ưng thì chốt cho em liền beo beo 160 cho em cái mẫu mới nha, con này là mẫu mới sao đẹp luôn nha, trước giả sau lên cao cấp loại 1 luôn, nó có phối nút cho mấy chị luôn nha, nó có phối nguyên hàng nút cho mấy chị luôn. Rồi chị đã ưng thì chốt cho em 160 giùm em con beo đỏ, size 75 kg đổ về là em có nè, 75 kg đổ về em có nào để đọc màu cho chị được. Rồi đây 75 kg đổ về em còn được có ít màu thôi, 75 kg nè, 70 kg cô Hoàng Lê đúng rồi, 70-75 kg đó cô Hoàng Lê ơi, 70-75 kg mày đổi số ký cho cô Hoàng Lê mà. Tôi hỏng của 72 kg, tôi hỏng của 72 kg hả. Rồi đây 70 kg đến 75 kg là em có nè,
màu xanh đen. Ủa lộn, màu xanh lá. Xanh rêu có gì lạ không? Bạn có thể chứ màu xanh rêu đúng không ạ? Xanh lá hả? Rồi màu xanh lá cho em. Màu xanh lá nha. Đó, xanh lá. Màu đỏ đô. Màu xanh đen. Xanh đen than luôn đó mấy chị, đẹp lắm. Màu vàng, vàng bò, vàng nghệ á. Màu đỏ. Màu đỏ đỏ tươi nè. Với lại là màu màu xanh ngọc. Rồi chị nào hết thì chốt cho em 160 một bộ ha. Màu vàng hiu. À chị hỏi. Cái mẫu bây giờ hiện tại màu vàng em hết sạch rồi mấy chị ơi, mẫu đó em xả. Xả hết rồi, bây giờ hiện tại là cái mẫu phía sau này mà 75 kg/4 á. Cái mẫu em còn được cái màu đỏ đô với lại là màu xanh đen thôi nha chị Duy Nguyễn thôi, Nguyễn Duy nè. Em bán khách em bán hết trơn rồi, giờ hiện tại em còn được có hai con này là size 4 nè. Size 4 hai con. Đó 160. Đỏ đô. Đỏ đô với lại là xanh đen. Rồi chị đã ưng cái mẫu này chốt cho em. Đó đỏ đỏ tươi em có nha chị nha. Đây đỏ tươi đây. Size của chị 70 kg, 75 kg, chị mặc cho em size 5 nha, để phơm này là phơm nhỏ. Phơm này là phơm nhỏ nha chị nha. Nha chị Hoàng Lê ơi. Con này là phơm nhỏ nha chị nha. Đó, bao nhiêu bộ? Dạ 160 bộ như chị Hà Hồ ơi. Và đây, quá đẹp luôn. Rồi, đỏ, đỏ này đỏ tươi nè, còn này đỏ đô nè. Đó, rồi chị nào muốn lấy đỏ nào thì chốt ha. Quá đẹp luôn. Rồi, đỏ tươi 73 kg hả? Rồi, ok, đỏ tươi 73 kg chị Khánh An nè. À, bé 160 màu đỏ đô cho chị 75 kg cho chị bé Nguyễn nè. Rồi, ok nè, lấy cho chị một bộ đỏ, đỏ tươi. À, một bộ cam, treo trên tường 70 kg. Rồi, ok, ô bộ cam nào. Bộ đó là bộ vàng, vàng bò. Bộ đó là bộ vàng bò nha chị nha. Nha, màu đỏ tươi nè, vàng, vàng bò nha. Đây, vàng bò đây. Cái này là vàng nghệ hay là vàng bò nè? Cái này vàng nghệ hay là gọi là vàng bò? Này chốt chỉ nè. Bò hả? Đây nè, vàng bò nha chứ không phải là màu cam. Nha, đẹp lắm. Mặc cái này là bao sáng da luôn. Cũng không mơ sáng mà cũng mơ tối. Đó, mà chị nào ưng thì ghi vàng đi. Đó, y hệt cái màu đó. Chị nào ưng thì chốt cho em vàng đi. Rồi ai ưng màu nào thì chốt cho em nha. Ai ưng màu nào nữa chốt, mấy chị muốn lên màu gì mấy chị cứ báo cho em. Em có size từ 45 kg đến 75 kg. Chị nào ưng bao nhiêu ký mấy chị cứ báo cho em đi. Em mặc cho mấy chị xem màu. Mỗi size em còn được á. Em có ít màu thôi. Vàng cũng được. Rồi ok, chốt vàng cho chị nè. Đẹp lắm. Rồi có chị nào lấy vàng thì chốt vàng cho em nha. Ai lấy vàng nữa chốt vàng giùm em. Đó, muốn lên size nhiêu ký báo cho em ha. Bộ đang mặc có 60 kg luôn nha chị Huệ Hồng ơi. Rồi để em lên size 60 kg. 60 kg là mặc size 3 cho em ấy chị nha. Tại vì phơm mình là phơm nhỏ. Tại vì phơm mình là phơm nhỏ nha chị nha. Rồi đây để em mặc cho mấy chị xem. Để em dẹp cái size này. Em còn gấp lắm. Em hối xưởng mai nhanh nhanh lẹ lẹ lên cho em đó. Bởi vì mai ít à, mai được ít con thôi nha. Đáng lý là về tới tới 300 con lận. Nhưng mà hối xưởng quá nên xưởng mai nhiêu, xưởng gửi hết bao nhiêu. Rồi đây. Rồi chị là ưng thì chốt cho em 160 bộ nha mấy chị yêu ơi. 160 bộ. Em có từ 45 kg đến 75 kg. Mấy chị bao nhiêu ký mấy chị lên số ký chiều cao cho em. Để em đọc màu cho mấy chị lựa màu. Để phơm này bây giờ em không có đủ size đâu. Rồi đây ghi em là con này là con xanh ngọc. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Xanh ngọc này chị nào 60 kg. 60 kg hiện tại em còn được cái nhiêu tay màu nè. Em ở đây em cũng bỏ xỉ mấy bộ rồi. Mười mấy, mấy chục bộ rồi. Rồi đây, size 60 kg của chị nè chị ơi. 60 kg của chị. Em có màu màu này là màu tím nho. Đây, màu tím nho nha. Đây nó có một cái hàng nút xịn cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn nha. Chị, nếu mà chị thích bận bận ôm á thì chị mặc size số 2. Còn chị thích bận bận thoải mái thì mà chị lấy size số 3. Kìa chị, em đang cái gì vậy? Em đang nổi đau hả? Em đang nổi đau chị thích bận ôm thì là bận thoải mái. Đó 60 kg size số 3 đó là cho chị hồng hồng gì? Huệ Hồng á, là em có màu tím nho. Màu xanh xanh ngọc. Đó, xanh ngọc cho em nha, xanh ngọc. Màu tím than. Màu đỏ đô.
màu vàng đó. Vàng này là kiểu như nghệ nghệ á, còn cái này là vàng thánh nè, thấy không? Cái này kêu là vàng bò đi, ghi đem vàng bò đi nha. Cái con em bên cạnh này là vàng bò, vàng bò rồi, với lại màu đỏ tươi rồi. Ai ưng màu nào chốt màu đỏ cho em nha. 60 kg thì nặng hết mặt thoải mái thì đọc xe ba, còn không thì đọc xe ngay cho đó. Màu tím nho, màu xanh ngọc, màu tím rang, màu đỏ đô, màu vàng bò với lại màu đỏ tươi đó. Rồi ai ưng màu nào chốt màu đó cho em. Còn xe hai là xe hai thì em còn được mấy màu nè, còn đang xe hai còn được bốn màu thôi. Xe hai có màu tím nho, màu tím rang, màu đỏ đô, màu xanh ngọc. Rồi ai ưng màu nào chốt màu đó cho em thôi. 90 kg hả? 90 kg em còn được có một con nè chị ơi. 90 kg thì cái mẫu khác, cái mẫu này phơm nhỏ lắm, mẫu này phơm nhỏ size số 5 nhưng mà phơm nhỏ lắm nha. Đây là size số 5 này là 90 kg nè, 90-95 kg mặt dừa luôn nha. Con này nè em còn đúng một con nhất luôn, đã còn ba con rồi mà chị kia lấy hai con rồi. Chị Lan ngoài có người chốt cho em nha. Đó, 90 kg giùm em con này. Tím Huế 160 luôn, rồi em thì chốt cho em liền. Tím Huế em có một con duy nhất thôi, còn được có một con thôi. Rồi hỏi chị 90 kg cho lên chiều cao bao nhiêu rồi? 90 kg cho em xin chiều cao. Là em lưu vô hệ thống luôn mấy chị ơi, để em lưu vô hệ thống nha. À, bộ em nhiêu? Dạ 160 nha chị Nguyễn Văn Cợp ơi. Rồi ai ưng màu ơi, con đọc thiếu comment mà mấy chị, mà mẹ không đọc comment mà không comment nè. Rồi đây, rồi chị nào ưng thì chốt cho em ha. 160 cho em, em có đủ size từ 75 kg đổ về, 45-75 kg nha. Rồi chị Nguyễn Văn Cợp ơi, chị bao nhiêu ký? Lên xuống ký chiều cao cho em đi đọc màu với chị nha. Tại vì nãy khách sĩ đợi cũng lấy mấy chục bộ rồi, nên bây giờ em còn không có đủ màu nha, em còn được ít màu thôi. Đó, em hối sửa mai lẹ lẹ ép cắt cho em á, vì không có còn đủ size, đủ màu. Ủa không phải là không đủ thế màu, là không có nhiều, còn có ít thôi. Đó, rồi chị nào ưng thì chốt cho em giùm em nha. Màu đỏ tươi trên đây là còn hả? Ủa số 5 không hả? Ủa vậy là số 5 75 kg về em có màu xanh luôn nha mấy chị nha. Em có màu xanh nè, màu xanh ri, màu xanh lá, màu tím hang, màu xanh xanh này là kêu bằng xanh xanh đen không mà hay xanh dương. Xanh dương, xanh dương, màu đỏ tươi, màu vàng bò với màu xanh ngọc. Đó, rồi chị nào lấy màu nào chút màu đó giùm em nha. Rồi xong em qua mẫu. Phơm về 75 kg về á, chị nào mà cao cao 78 kg là em có size luôn nha. Phơm này mặt nó vừa người, nó ôm á, nhìn nó đẹp hơn. Rồi mấy chị muốn lên gì nữa nè, mấy chị báo lên giùm em để em lên nè. Hôm nay em lên ít thôi nha, tại vì em hôm nay em đang mệt đó mấy chị, nên em lên ít thôi nha. Chị nào muốn lên gì thì chị báo, còn không là em xuống lại nha mấy chị nha. Tại vì hôm nay em định nghỉ rồi đó, nhưng mà thôi em lên cho mấy chị. Em định nghỉ hôm nay nhưng mà tại vì gần Tết rồi nên muốn xả đồ cho hết luôn. Thôi coi hôm nay có sale mẫu nào. Dạ hôm nay là hàng bên em là toàn hàng sale không mấy chị ơi. Hàng bên em là hàng em giảm tiền rồi đó, hàng bán cho cuối năm cho mấy chị rồi đó. Chị nào số 4 chị hỏi mà không nhớ luôn á. Chị hả? 68 kg, màu đỏ, màu đỏ đô, màu tím than. 68 kg là mặt giùm em xây 4 nha, màu đỏ đô với màu tím than hả? Đây nè, em đọc cho chị xây 68 kg nha, chứ em không còn đủ màu cho chị lựa gì đâu. Bây giờ để em đọc xây 4 nè, xây 4 hiện tại em có như đây màu thôi. Rồi đây, xây 4 nè. Xây 4 hiện tại là em có là chị Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Văn Hợp ơi. Chị lựa màu giùm em nha, chứ em không có đủ màu cho chị lựa đâu. Cái này là hàng này là em không còn đủ màu để cho chị lựa đâu. Đây nè hiện tại là 68 kg nè. Xây của chị là em có màu xanh ngọc, màu đỏ tươi, màu xanh lá, màu vàng bò, màu tím nho với màu xanh đen, màu xanh dương thôi, với màu xanh dương thôi đó. Chị ưng màu nào chị chốt cho em xin nha chị nha. Chị ưng màu nào chị chốt cho em xin nha, chứ em không có màu cho chị lựa đâu, không có còn đủ màu cho chị lựa. Em màu vàng số 4 cho chị coi. Màu vàng số 4 hả? Ủa màu vàng số 4 chị Nguyễn Duy, Nguyễn Duy là 75 kg mặt size 5 nha chị nha.
màu xanh, bộ màu tím nho. Rồi ok, lên số điện thoại cho em chị ơi, ghi giùm em là màu xanh, màu tím. Ghi giùm em là màu xanh, màu tím nho, kèm số điện thoại sau lưng giùm em nha chị Nguyễn Văn Hợp để bấm thẻ nha, cho nó dễ. Để em bấm thẻ cho nó dễ nha chị nha. Đây nè, 75kg là mặt size số 5. 75kg là mặt size số 5 đó nha chị Nguyễn Duy ơi, tại vì con mình là con nhỏ. Em hết. Đây nè, số 5. Mặt số 5 em còn con á. Đó, rồi chị đã ơn thì chốt cho em nha. Size 5 là em có màu vàng, màu đỏ tươi, màu xanh dương, màu xanh lá và màu tím than, màu xanh ngọc. Đó, rồi chị nào ơn thì chốt cho em, chứ còn xanh đen nữa. Em có xanh đen nữa. 80kg không? 80kg là màu trời, màu tím quế cho mẫu kia thôi chị ơi. Hoặc là 80kg hiêu được không? 80kg là cái mẫu hiêu phía dưới sau lưng được không? 80kg thì em còn được cái màu đỏ tươi với lại màu này, màu hồng hồng sen. Chị hết độ hiêu không chị Vinh Hoàng ơi? Đó. Sao cô không nói sớm? Cô ơi cô, mấy cô muốn coi mẫu nào mấy cô ghi rõ giùm con nha. Tại vì con lên nhiều mẫu quá, mấy cô không nói rõ là con không biết đâu. Màu vàng bông mà ta mà 75kg mà đâu có đâu. Đã báo rồi mà. Vàng bông là 75kg không có đâu. Vàng bông là mẫu thiết kế 70kg đổ về thôi. 70kg đổ về thôi nha. Cho em coi lại mấy mẫu 130. Mấy mẫu 130 đúng không? Mà size của chị là 75kg. 70kg hả? Rồi em nhớ rồi, em nhớ rồi. Là cái chị này chỉ hỏi bạn 130 được mà. Ok chị. Là mặt số 4 đó. 70kg mặt size 4, cái mẫu thiết kế nè. Thiết kế là em chỉ có size nhỏ thôi. Mấy chị ơi, em thông báo với chị nha. Năm sau em có nhận theo mai yêu cầu. Mấy chị muốn yêu cầu mà mai kiểu như thế nào, mấy chị kết bạn Zalo nha. Mấy chị kết bạn Zalo, mấy chị gửi mẫu qua, bên em nhận mai yêu cầu nha cho mấy chị. Năm sau nha, chứ năm nay mai không có kịp đâu nha. Năm sau nha mấy chị nha. Nên bây giờ mấy chị mới kết bạn Zalo đi mấy chị ơi. Bây giờ mấy chị kết bạn Zalo đi mấy chị. Cho chị coi cái mẫu đỏ tươi hả? Rồi. Cái mẫu đỏ tươi đó là size 75kg đổ về thôi chị Vinh Hoàng ơi. Mà không vừa đâu. 75kg đổ về thôi chị ơi. Chị 80kg mà chị cao nó bao nhiêu? Em sợ mà không vừa đâu. 80kg em còn cái mẫu này nè. 80kg mẫu này size 4 nè. Một cũng 160 luôn, màu hồng. Đó, 80kg là em có mẫu này nè, được nè, em còn con luôn. 80kg hồng. Đó, 80kg hồng nè, em còn con này. Đó, chị Ưng thì chị chốt cho em, còn con. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi, chị Ưng thì chốt cho em hồng. Quá đẹp luôn. Hồng nha, anh hồng chút hồng cho em. Em còn có con size 4 đó, chị nào lấy thì chốt. Còn ở trên đây là 75kg đổ về thôi. Rồi đây để lên cái bộ ấy là rồi đây 70kg đổ về rồi. Hồng cho chị Vinh Hoàng, ok chị yêu nè. Ok nè, cái bộ bi mình còn size 4 không? Bộ bi mình còn size 4 mà. Rồi đây 70kg đổ về nè. Có mẫu hiêu bi còn size 5 hả? Hồi nãy chị nào 90kg ta? Hồi nãy chị nào 90kg đổ về em còn bi vàng nè. Bi vàng. Bi mình còn size mấy vậy? Bi còn size 1, size 3. Có size 4 không? 170kg được. Đó, bi là 150. Bộ bi này là 80kg đến 90kg nè. 80 đến 90kg thì em nè. Ủa? 95kg về, 82 đến 95kg về. Đó em có màu hồng, của màu vàng. Còn ba size số 3 này là size 70kg về, em có màu tím than với lại màu da. Bộ bi là 150 nha. Có chị nào cũng có lấy bi thì chốt một bi nha. Đó, rồi đây, bộ này 70kg về giùm em. Quá đẹp luôn, 130. Ghi giùm em là tím. Tím này là ghi em là tím cà 130, 70kg về. Hàng thiết kế nha. Cái này là hàng chả gì mà? Khung gắm nhật. Khung gắm nhật nha.
thị đó, chị ơn thị chốt cho em nha. Chứ không có mẫu giống như đó đâu, mỗi bộ là mỗi kiểu khác nhau. Rồi đi giùm em con hồng này, ghi mã 2 đi, hồng mã 2, ghi giùm em là chữ hồng rồi ghi mã 2, hồng M2 đi. Quá đi luôn mấy chị ơi, thấy không, kiểu cọ cực kỳ luôn, bán mấy chị có 130 thôi, mấy chị đi ra ngoài mấy chị mua giả như vậy, mấy chị mai làm gì được như vậy đó. Mỗi bộ kiểu khác nhau, hàng thiết kế mà đó. Còn chị Đào Ưng thì chốt cho em 130 mã 2 70 kg đổ về. Đủ kiểu cọ hết mấy chị ơi, hàng bên em là hàng kiểu không à. Mấy chị nào mà ở các bạn Zalo đi, nhiều kiểu cho mấy chị xem nữa, rất là nhiều kiểu luôn á. Bên em là mẹ em á, là chụp từng bộ một cho mấy chị luôn á. Bộ đen mặc cái gì, em có bộ đen là bộ nào ta, bộ đen em đang mặc à? Dạ không chị ơi, ở trong này em có bán a quần, có quần là 130, em còn được có mấy size thôi. Áo thì em hiện tại em đang hết rồi, em đang đặt hàng thêm á, hàng là hàng Quảng Châu mấy chị. Áo của em đang mặc đó là hàng Quảng Châu á, và em đang đặt hàng thêm mấy chị. Kết ngon mấy chị cứ bấm nút theo dõi trang của em đi, khi nào em có thì em đăng lên. Rồi ghi em con này mã 3, mã 3 cho em con màu này nha, nhà nó phối hai màu giải luôn nha mấy chị nha. Rồi mã 3 đó, công phu không, cái nơ nó may công phu không đó, bán mất cho mấy chị chỉ 130 thôi, không dám được kèm với sole len nữa đó, 70 kg đó chị ơi, ưng thì chốt cho em nha, ghi mã nha. Rồi con này mã 4 cho em con này, có chiếc ben 4 ben sẵn cho mấy chị luôn ha. Chị nào mà ưng thì mấy chị nào mà ăn tết xong mà cái bụng nó bự á, mấy chị nên gỡ ben nha. Em có chiếc ben 2 ben trước 2 ben sau cho mấy chị luôn. Rồi đây rồi, chị nào ưng thì chốt cho em mã 4 cho em con này. Để cho chị một bộ mã 3, con nặng 67 kg cho chị Võ Thị Vinh là ok, chị mã 3. Rồi con này mã 4 cho em. Con này bằng mát đó mấy chị ơi, không dám nhực mà bao đẹp luôn rồi đó, đắt trọng luôn heo, đẹp cực kỳ luôn. Rồi mã 4 cho em. Rồi mã 3 hiện tại hết nha. Rồi chị Phan Thị 7 lên số ký chiều cao giùm em, lên số ký chiều cao giúp em nha, chị Phan Thị 7 nha. Mã 3 em hết. Rồi chọn mẫu khác em nha, mỗi mẫu em có một con thôi nha. Rồi chị Đào Ưng thì chốt cho em nhanh tay lẹ chân mấy chị nha. Rồi ghi mã 4. Em ơi, mẹ em chốt đơn nói chuyện dễ thương quá à. Dạ cảm ơn chị Ưng nè, em cảm ơn chị nha. Vậy là em nói chị thấy ghét đúng không mấy chị? 85 kg thì em còn được cái màu bi này thôi nè. Đây nè, 85 kg em còn được con này nè. Chị Bảy ơi, mã 3 em hết rồi, mỗi con em lên được có, em được có một cái thì chị ơi, được có một mẫu à, không có giống nha. Nên chị nào mà nhanh tay thì chốt cho em nha. Đây nè, 85 kg em còn được con bi này 150 này, chị nào lấy thì chốt cho em bi 150. Với lại là bộ này 85 kg em cũng có luôn nè. Bộ hiêu này em đang xe 160, bộ hiêu đó em đang xe 160, có màu. Chị chốt thì cho em số ký chiều cao đi, tại vì mỗi bông mỗi kiểu khác nhau chứ là không có giống. Chị nào chốt mã nào đi, số ký chiều cao giùm em nha. Dù cái chị rồi, mã 3 số 1 lại không có. Rồi đây, cái này là 90 kg đổ về giùm em, vàng 150, xã 150. Rồi chị đã chốt cho em. Chị Phan thì 7 là tặc 24 rồi phải rồi đó, nhưng mà phải ghi đúng mã cho em nha. Rồi mã 4, để coi mã 4 có ai chưa. Rồi mã 3 em hết nha mấy chị nha, mã 3 em hết rồi. Một bộ 130 thôi, hàng khung gắm nhật, hàng thiết kế, mỗi mẫu cái mỗi kiểu khác nhau nha, tại vì hàng thiết kế nha mấy chị, nó khác nhau hết trơn nè. Bên em mà đặt mai từng mẫu luôn á mấy chị, giải là em lựa nè, đẹp không đó. Con này là màu tím tím môn á mấy chị, tím môn. Rồi mã 4 cho chị bé Phương Nguyễn Thị là nhiêu ký. Chị bé Phương Nguyễn Thị lại đâu cho số ký chiều cao đâu. Chị bé Phương Nguyễn Thị lên số ký chiều cao cho em chị ơi. Mặt vừa em mới chốt được, còn mặt không vừa em đâu chốt được đâu. Chị nhớ size nhỏ đẹp lắm chị, lên số ký chiều cao đi. Cái này em có size từ 70 kg đổ về, nhưng mà mấy chị có số ký mấy chị báo cho em lên cho chị. Giống như là size 4 thì em lên một lọt, size 4 mấy chị lựa. Còn mấy chị mặc size 1 là 50 kg đổ về thì em lên một lọt cho mấy chị lựa luôn. Chứ nó không có nhiều size đâu, không có giống đâu. Mỗi con là mỗi khác nhau hết trơn à, một chục con là một chục kiểu khác nhau, nên mấy chị em mặc từng con cho mấy chị lựa luôn á. Rồi ghi giùm em con
lúc về thì cho mọi người xong rồi em cho chị xem cái mã size 1 nha. Khoan hả lựa nha chị nha. Rồi đây em lên tiếp nè. Không ạ. Rồi mã 5 cho chị Như Như Linh Đăng Thị là 70kg ok chị mã 5 nè. Rồi mã 5 mà màu tím đó nha. Rồi đây con này mã 6 em có mấy con thôi nha. Mỗi size em có tầm cỡ 10 con đổ lại thôi. Rồi đây con này là con mã 6. Rồi mã 6 cho em con cam này. Quá đẹp luôn nha. Hàng thiết kế bao đẹp cho mấy chị luôn. Chất này là chất chị kêu con chị quên nữa không hả? Cái gì kêu con chị phun chấm nhược cho mấy chị nha. Rồi mã 6 cho em con này cực kỳ đẹp luôn. Mã 6 xuất sắc cho mấy chị ơi. Mã 6 cho em 130, bán cho mấy chị 130 bộ thôi. Hàng thiết kế có chích ben sẵn, hai ben trước hai ben sau cho mấy chị luôn. Hàng cái mẫu này giống mã 3 không ta? Rồi ghi giùm em con mã 6 nha. Rồi chị nào có người chốt cho em nè, bên em nhớ nha. Chọn em chọn trên like cho kỹ nha mấy chị nha. Xuống like mấy chị xã là em xã đơn mấy chị á, em không chốt luôn nha mấy chị nha. Tốt rồi. Con canh heo size 4 màu khác không? Dạ đúng rồi. Con canh heo cứ size 4 là em còn được cái màu xanh đen với là màu đỏ rô nha chị nha. Đây con canh heo nè, em có màu đỏ rô với là màu xanh đen. Em còn hai con size 4 đó. Em đang sale là 160 đó chị. Mã 3. Rồi đây chị nào ưng thì chốt giùm em. Em đang lên size 70kg đổ về. Chị nào tầm cỡ 65-70kg thì chốt cho em con này ha. Rồi ghi giùm em mã 7 cho em con này. Đó, phối tay gan bi luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Màu đỏ ở sau. Màu đỏ ở sau mẫu này là 160.000. Phối beo. Mẫu phối beo chị ạ. Chị Anh Quỳnh lên xuống ký chiều cao cho em đi. Chị Anh Quỳnh lên xuống ký chiều cao giúp em. Rồi đây con này mã 8. Ồ, mã 8 đẹp mấy chị ơi. Mã 8 giùm em. Rồi ai ơn thì chốt cho em. Hiện tại em còn được có 3-4 con đó thôi nha. Chị là 70kg đổ về thì chốt giùm em. Hàng này hàng thiết kế lâu lâu nó mới về. Em đặt 2 tháng mà nó chỉ về được có mấy chục bộ thôi à. Tại vì cái này là nó may bằng tay. Nó may bằng mái nhà mấy chị. May nhà chứ không phải là may bằng sữa, nó may ẩu lắm. Con này là may nhà. Rồi mã 7 cho chị Như Linh Đăng Thị nha. Ok chị nè. Rồi con này là mã 8 cho em. Trời ơi con nơ này xinh không. Đó tay đắp chéo giùm em luôn. Cái này là nè, nó bấm bằng sắt vô luôn nha. Nên mấy chị đừng có sợ gớt. 75kg mẫu này em không có gì ơi. Hàng này thiết kế để 5 sao đi. 5 sao mấy chị cho mấy chị đặt theo yêu cầu mấy chị. Mấy chị thích kiểu nào mấy chị gửi qua em. Em may theo yêu cầu mấy chị luôn nha. Kết bạn Zalo bà Thắm Lê đó đó. Bà Thắm Lê đó đó. Các bạn Zalo nha. Mẹ em đó mấy chị ơi. Thắm Lê là mẹ em đó. 37 em hết. 37 em hết nha. Rồi mã 8 cho em con này. Mã 8 đó em còn được 3 con nữa nha. Mã 8 52kg 1m50 mà không vừa rồi. Nếu mà chị 52kg 1m6 là chị mặc vừa. Ờ cho 72kg 1m6 là chị vừa. Cho chị xem bộ 82kg. 82kg hả? À cái bộ bi đúng không? Đưa hai bộ bi coi. Mà bộ beo nãy số 5 mình còn cái màu kia không? Không, bi hay bi vàng. Beo mình còn con đúng không? Còn để đi để ngồi cho chị xem sao. Rồi đây con xanh nè. Em lên số 1, lên bộ rồi ok. Chị bé Phương Nguyễn Thị đợi từ từ nha. Em lên theo từ từ. Chị nào kêu trước thì em lên trước. Chị nào kêu sau thì em lên sau. Còn đây này còn chị nào ơn thì ghi giùm em con mã. Rồi mã 9 cho em con xanh này. Chỗ con này là con kêu bằng xanh gì ta? Xanh xanh giả đậu á mấy chị. Đẹp không? Nè nó qua da mà nó bầu bầu thấy không? Ồ cái kiểu nó mai cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. Đây nè. Đó. Mặt là gì nè nha mấy chị nha. Tay nó phối nè. Rồi ghi em mã 9 giùm em. 70kg đổ về mã 9. 70kg đổ về mã 9 nha. Rồi ai ơn thì chốt cho em. Hàng này là hàng mai nhà luôn á mấy chị ơi. Mã 9. Rồi em lên nhanh, em còn 2 con nữa. Chị nào lấy thì chốt cho em nha. Mấy chị muốn xem lại mã nào thì mấy chị chốt ha. Size 70kg hiện tại em còn được có 2 mẫu đó là hết lắm nha mấy chị nha. Rồi mã 10. Đó em lên nhanh để em lên size số 1 cho chị kia. Rồi xong rồi em lên size số 2. Size 56kg ha. Em lên theo từng cái nha. Chị nào kêu trước thì lên trước. Rồi giờ thì kêu em là mã 11 đúng không? Mã 10 hả? Mã 10 cho em. Mấy bộ miễn ship. Bên em không miễn ship nha mấy chị nha. Bên em bán giá gốc rồi không có miễn ship nha mấy chị nha. Khách sĩ em còn không miễn ship nữa. Bên em
em là giá gốc rồi nha mấy chị. Đó, nên mấy chị mà đồng ý trả ship 30 tiền ship thì mấy chị chốt giùm em. Còn chị nào mà không chịu trả ship thì thôi nha. Chứ đừng ngày mai mấy chị em chốt đơn rồi mấy chị nói thôi mất công tiền ship quá không mua. Mất công lắm, nên mấy chị nào mà đồng ý trả 30 tiền ship thì mấy chị hãy chốt giùm em nha. Rồi mã 10 giùm em. Bên em là bán hàng mai mà chỉ có 130, mấy chị biết rồi đó. Tại vì bên em bán là lấy số nhiều nên nó có giá vậy. Chứ mấy chị mà lấy số ít tầm gì người ta bán cho các mấy chị vừa giải, vừa phụ kiện đặng trang trí nè. Mà bán có 130. Mấy chị mua giải gì về mấy chị may chắc chắn là mấy bộ này là mấy chị may cũng tầm 200.000 á mấy chị. Em có hàng thiết kế 190 hàng màu luôn. Nhưng mà thôi em lên cái cắn được thì cho chị. Rồi đây rồi chị Đạo Ương thì chốt cho em con cuối cùng là mã 12. Rồi xong, hết mã 70 nha. Nhưng mà em còn mấy con người ta chưa chốt nha. Chị nào cũng xem lại mã nào thì chốt. Rồi bây giờ lên cái 1 nè. 1 hả? Mã 11 đó chị nha, chứ mã 12 nha. Con tím là mã 11 dùm em. Quá dễ thương luôn. Để thực tay có bên này đi, chị em để bên này nữa dột đóng này nè. Bên em bán rẻ, còn chất lượng nữa, đúng rồi, chị nào mà mua hàng bên em rồi là mấy chị biết. Nên á, 72 kg có không? 72 kg lựa mẫu khác với em được không chị ơi? 72 kg qua mẫu màu. Nhưng mà hàng màu của em là hàng cũng may luôn, thiết kế may chị. Nhưng mà 190 lần chị có đồng ý thì lấy em xem. 72 kg mà chị lấy 6 là bận chừa. Chị mét rưỡi hà. Em lấy mã 11 rồi chị Lan Nguyễn là xuống ký chiều cao giúp em đi chị ơi. Lấy mã 11 thì lên xuống ký chiều cao giùm em nha. Còn bây giờ lên size 1 cho cái chị gì 42 kg. Rồi mấy chị đợi chút xíu nha. Rồi size này là size 42 kg. Em lên theo từng size cho mấy chị nha. 130 bộ thôi. Rồi 42 kg là chắc chắn em mặc không vừa rồi. Size 1 em mặc không vừa rồi. Bây giờ em bán vô móc nha. Chị Đạo Ưng thì chốt nha. Chị Lan Nguyễn ơi lên xuống ký chiều cao cho em. Cho con xin cái móc đi. 130 bộ mấy chị ơi. Cho xin cái móc. Thằng bán size 1 rồi đây. Mã này ghi giùm em mã 10 mới kỳ đi hai đưa lên mã 12 mà nói gì. Gì hả? Bỏ vô can quốc. Rồi bà lấy đi. Rồi bây giờ sao? Chị Lan Nguyễn ơi lên xuống ký chiều cao cho em. 60 kg. 1m6 hả? 60 kg 1m6. Không chùa gà ông. Ừ mặt xe 3 chị ơi, chứ mặt xe này không vừa, tí nữa lên xe 3 chị. Xe 3 nhiều đẹp lắm chị. Tụi mày không cộng với con, lấy 2 con á. Mở ra đi chân, lấy đi, mở ra đi chân đi. Mã 1 cho chị một bộ xe 3. Mã 1 là mã nào chị? Xe 3 em chưa lên mà. Mỗi xe nó kiểu khác nhau á. Rồi đây nè. Rồi chị nào ưng con này ghi giùm em. Cái này là xe 1 nha. Xe 1 là 40 kg đến 47 hả? Một rồi 47 kg đến 55 kg. Rồi đây nè, 47 kg đến 55 kg giùm em. Rồi là mặt size 1 giùm em nha. Là ghi giùm em là mã 12. Mã 12 có tay ghen nè, cực kỳ đẹp luôn nha. Mã 12 giùm em. Mấy chị 40-42 kg thì hơi rộng tí xíu. Nói chung cũng không rộng đâu chị. Thôi vậy máng móc đi mà làm cái lâu quá. Nghe ai điện mà. Giờ đang live không có máng nha mấy chị nha. Chị Mỹ Dung bao nhiêu ký? Chị Mỹ Dung chưa cho số ký chiều cao xem lên được chị ơi. Lên số ký chiều cao cho em đi, em mới lên size được cho chị nha. Rồi đây nè. Size 1 giùm em 47 kg. À 47 đến 55 kg mã 2. Cái kia mã 1 đi, cái kia là mã 1 em đi. Ai vậy, ai điện vậy? Điện vô sách 3 luôn. Alo. Alo. Dạ không, con đang like nè, cô vô like đi. Quần áo siêu rẻ hơn, cô vô like đi. Dạ cô luôn, vô Facebook với bấm vô là quần áo siêu rẻ anh hơn. Dạ dạ. Rồi đây, con này là con mã 3. Mã 3 này là 47 đến 55 kg. Mã 3, trời ơi, sao mấy con nhỏ nhỏ thì có qua văn đẹp quá. Thấy không, nãy giờ em lên 10 con là hết 10 con là nó qua văn khác nhau. Bởi vậy mấy chị lựa phải cho em xin số ký chiều cao rồi em mới lên xay mấy chị cho mấy chị lựa được.
kêu lên xay 47kg nè, 45kg hả? 42kg nè. Đó. Ủa sao mày đọc 47? 42kg mặc tôi 1 nè. 42kg 1 được rồi. Đó, rồi chị đọc 42kg thì chốt nhanh xay 1 nha. Mã 21 xay 3. Xay 3 nó dậy chưa lên chị Mỹ nha. Mỹ Dung ơi, đợi em tí xíu đi, em lên xay 3 chị lựa. Xay 3 mỗi mẫu bộ này là mẫu kiểu đẹp. Ủa, thôi lên xay 3 đi, cái chị kia sao không thấy chấm chấm trơn. Chị nào mà kêu em lên nhớ chấm chấm để em xay 3 là em treo tất cả trở luôn nè. Nè, xay 3 nè. Xay 3 là em có màu tím nè. Tay gớt. Đó, tay gớt nha. Xay 3, 130 thôi. Ha, xay 3, em có là riêng em là màu tím đi. Riêng là màu tím. Thầy xay 3 là chị Mỹ Dung ơi. Ủa thôi, chị Mỹ Dung không cho số ký chiều cao không lên được. Không lên được, hàng này hàng thiết kế. Chị Mỹ Dung không cho số ký chiều cao là không có lên nha. Tại vì tùy theo form chị ơi. Tùy theo form, không có form là giống nhau chứ á. Tùy theo nữa. 73 kg cao mét 50 á, là chắc bằng hơn rồi. Tải có bằng dường hơn. Hả? Tải có bằng dường hơn. Cái nào? Số 4 á. Dường. Dường mà tới 73 kg cao bằng hơn dường. Xay 4 hả? Cái này là màu đỏ tươi nha cô ơi. Cái này là màu đỏ tươi á. Màu đỏ tươi, màu đỏ cam. Kêu màu đỏ cam chứ không phải đỏ đô. Đỏ đô xay 4, 70kg con hết rồi nha. Cô Trang, Trang Nguyễn. Trang Nguyễn hả? Hôm nay con hơi mệt trong người nên con hơi lên chậm tí xíu nha mấy cô thông cảm. À 72kg hả? 72kg eo 90 là mặt xay 5. Là mặt xay 5 rồi, là xay 5 là có đỏ đô không? Cô lấy đồ tiêu á Hương ơi, nãy cô hỏi đồ tiêu xe hành xeo nè. Là giống trên cao. À vậy hả? Phải này à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Còn hai con mà chị lấy đúng rồi đúng rồi. Còn vậy cho hết đi. Đúng rồi. Chị cô nói thì phải rồi. Đây cái bộ này màu đỏ nè. Bộ này màu đỏ nè, rồi ok, số của cô Trang Nguyễn màu đỏ đô. 160. Ha 160 75 kg đó về. Ok. Màu đỏ đô. 160. Ok cô. À 56kg. 56kg mặc size 2, thấy size 2 cho con. Đó, mình thấy hai rồi đó. Đây nè. Rồi xay 2 giùm em. Ok chị. Có khỏe chưa? Cho coi là cho coi bộ hồng. Chị nào hỏi nhớ cho số ký chiều cao đó chị ơi. Hàng này là hàng thiết kế nên nó cái xay của nó không có giống như những cái xay khác nha. Cái xay này là xay của nhà em. Nên chị nào muốn hỏi cái mẫu thiết kế này thì cho xin số ký chiều cao đi với tư vấn xay chị nha. Đó, giống như là mã 1, cái xay 1 thì nó kiểu như thế này, nhưng mà xay 2 thì hoàn toàn khác kiểu. Đó. Bởi vậy mấy chị đừng có chốt cùng ha. Lên bao nhiêu số ký thì em báo, mấy chị báo giùm em. Em lấy 4 bộ 4 kiểu khác nhau. 4 bộ 4 kiểu khác nhau hả? Là chị nào vậy? Bé Phương Nguyễn Thị hả? Là chị thích là xay 1. À xay 1 đúng không? 4 kiểu khác nhau. Bây giờ chị lựa mã cho em đi. Em lên mà chị không lựa mã. Rồi đây nè. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em nè. 56kg mã 1. Ghim em là mã 56. Ô nãy thì nó mấy rồi. Mã 4 đi, 56kg nè, 60kg đổ về giùm em mã 4. 60kg đổ về giùm em con mã 4. 58kg hay là nhiêu mà? Nhiêu mà chị Thanh Phương này bữa lấy con kiếp trà nó hư bần đẹp á. Số 2 á. Bữa à. Chỉ ở dưới nó không thống chỉ á. Không phải chị này. Có số hỏi đâu. Hả? Con có lu xuống mà. Con có lu á chứ. Trời ơi con làm đơn không lu gì nha. Nó kì vậy. Con lu quá kìa. Sao cho đây không có hiện. Còn đây rồi chị Đào Ưng cái này ghi mã 5. Mã 5 57kg đó về. Mã 5 57kg đó về. Rồi chị Đào Ưng thì chốt cho em mã 5 57kg đó về. Mã 5 57kg đó về. Rồi đọc giùm con mấy cái dài dài mà. Rồi mã 6. Mã 6. Mã 6 cho em 57kg đó về. Mã 6. Mấy chị muốn ưng mẫu nào thì chốt cho nó nha. Mã 6. Rồi con mã 7. Mã 7 bởi vậy cái phí nó cao lắm mấy chị. Toàn là em phụ không á. Toàn là bên em là phụ ship mấy chị không á. Tại vì em đang sale á nên nó quần về đẹp lắm. Rồi đây con này con ơi. Em lên size 2 chị ơi. Em lên size 2. Tại vì lấy lên size 1 mà em không thấy chị chấm chấm nên em qua cái mẫu size khác cho chị kia lựa rồi chị ơi. Đợi em xíu quay lại size 1 của chị nha. Chị bé Phương Nguyễn Thị ơi. Mã 7. Rồi con này mã 7 giùm em. Mã 6. Mã 7. Đã đó. Mẹ có số ký chưa? Không tạm thấy mệt quá. Quá rồi đó.
Nhân Phạm ơi, lên xuống ký chiều cao cho em chị ơi. Có xuống ký chiều cao mới chốt được với chị ơi. Vào đây rồi chị nào không thì chốt cho em. Chị bé Phương Nguyễn Thị đợi chút xíu đi, lên xe 1 rồi chị ơi. Khi nào mà em lên xe với chị thì chị sẽ chấm chấm lên để em biết mấy chị đang theo dõi cho, đang xem nha. Không, chứ em không phải chấm chấm rồi em qua mẫu khác. Vào đây rồi chị nào không thì chốt em mã mã 8 cho em con này. Trời ơi, quay văn nó nè mấy chị thấy không? Đó, hàng ba nhà luôn á, thiết kế luôn á, mã 8. Sắc nắp nè, sắc nắp cái gì nào cũng lên thì báo em nha. Qua khu nghèo thì chị ơi, mã 8. Rồi con này mã 9 nè. Đó, con này mã 9, 68kg em có nè chị nha. Rồi, con này là mã 9. Mã 9 cho em con này nha, đẹp lắm á chị ơi, mã 9. Mặc vô cực kỳ đẹp luôn, mã 9. 56kg, 1m55 là em đang lên rồi chị ơi, lựa giùm em nha. Lựa giùm em đây chị My, My Dung ơi. Đó, 58kg, 1m57 em cũng đang lên nè. Rồi ok, chốt với chị Nhân Phạm là mã 4 á, là chị mặc vừa xay xay số này nè. Ok chị Nhân Phạm. Chạy đồ bộ em không có le chơi. Rồi, chị bao nhiêu ký nè Lộc ơi? Minh Bạch. giống nhau đó là sợ. Rồi lên tiếp tục cho chị nè, trời ơi con này muốn khám đó chị ơi. Chị Thị
túi xương lấy mã 8 thì cho em xin cái thú ký chiều cao nha. Rồi con này là mã 13. Ủa 14 chứ, mã 14 cho em. 14, quá đẹp luôn. Thấy không? Ở con này mặt trắng này nha. Mã 14 cho em. Mã 14 cho em con này. Hoa văn cực kỳ sang luôn mấy chị nha. Có chích bên luôn nha mấy chị nha. Hàng này là hàng thiết kế dùm em. Mã 14, size 3, size 4, size 1 đợi em tí xíu nha. Rồi mã 14. Mã 14 em có 3 màu. Màu 14 màu màu áo màu xám đi. 14 màu cam sữa. 14 màu vàng bò. Đó, và chị nào muốn lấy thì chốt cho em. Giờ còn 2 con nữa. 2 con size 2, mấy chị nào lấy thì chốt. Mấy chị muốn xem lại size 2 mã máy thì chị cứ báo cho em nha. Đó là cho chị xem cái size 2 cái mã gì gì đó thì em sẽ lên mấy chị. Rồi đây là chị nào ưu thì ghi em là mã 15. 15 cho em 70 kg. 7, ủa lộn, 50 đến 57 kg nha. Trừ hao mấy chị, cái gì là 60 kg cao cũng mặc không được luôn nha mấy chị nha. Rồi ơn thì chốt cho em mã 15. Rồi còn con nữa em qua mẫu nha. 15. Rồi con này mã 16. Đó, con cuối cùng mã 16 nè. Rồi 16 hết. Rồi em qua size mấy đây? Lên size 1 lại cho chị kia coi nữa hả? Lên size 1 42 kg cho chị lựa nha. Lựa lẻ em nha chị nha. Đó. Nhớ chấm chấm nha, chị nào muốn xem thì phải chấm chấm thôi em để em biết mấy chị đang theo dõi. Em mới lên nữa chứ không em lên ai xem. Rồi ghi em con mã 16. Rồi em hết size 2. Em qua mẫu size 2 nha. Size 2 chị nào muốn xem lại mã máy thì cứ báo cho em nha. Chị My Dung ơi. 56 kg, 1m55 màu, đúng rồi, mặc size 2 đúng rồi, mã 15 đâu. Đưa chị 2 mã 15. Mã 15. 15. Rồi ok, chú chị My Dung nè. Ok chị nè, mã 15 em hết, em có 1 con 1 thôi. Chị không tốt lại là hết nè. Chốt. Chắc 130 bộ mấy chị ơi. 130 bộ mấy chị nha. Rồi em qua size 1. Size 1 chị nào? Size 1 chị nào đó mấy chị ơi? Size 1 chị nào vậy? Chị nào muốn xem vậy? Chị nào muốn xem mã 1? Size 1 là chị ơi. Rồi xong vậy dọn con bên đi mà. Size 2 dọn con bên đi. Rồi đây size 1 nè. Size 1 này là 40 kg đến 47 kg đi. Đến 50 là 45 đến 55. 45 là 42 kg thì là khỏi máy tí. Đó, 42 là khỏi máy ok. Rồi size 1 đó. Nhỏ nhất đó nha chị nha. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt cho em. Mã 17. Mã 17 cho em con size số 1 này, mã 17. 45-55, mã 17. 45-55, mã 18. Rồi đây mã 18 cho em. 45-55, mã 18. Ồ, 18 này là trẻ trai nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Thiết kế mấy chị nha. Rồi mã 18 cho em con này. Size số 1, mã 18. 45-50 kg thôi. Là 40 kg đến 50 kg đúng không? Là 40 kg đến 50 kg đúng không chị ơi? Nếu mà em mặc thoải mái thì số 2 thôi, chứ số 3 là rộng lắm. Ủa chị 60 kg á? À không. Chị nói gì không hiểu luôn. 60 kg là mặc size 3 đi chị. Mặc size 3 đi nha, để tí xíu mặc size 3 chị. Còn mã 18 là còn tầm măng, mã 18 không? 18 hả? Để chị coi chị Phương. Phương bao nhiêu ký đây? À chị số 1 này chị 42 kg. Rồi ok, mã 18 cho chị Phương Thị Nguyễn Thị thôi. Chị Phương đi kia, chị Phương cho nha. Đọc hồi lẹo lưỡi hôm nay em đang mệt á, em đọc không nổi luôn á mấy chị. Em gán lên like á mấy chị. Em làm nguyên ngày em gán lên like á mấy chị á. Đó, em định nghỉ rồi đó, nhưng mà sợ mấy chị đợi. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt cho em con này. 60 kg đợi xíu lên xe 3. Nè xe 3 em có treo trên đây nè. Nè em có treo con hồng sáng mắt nè. Đó, em đang treo nguyên hàng luôn á, là size 3 đó, chị có thích con màu gì không? Em lấy chị xem. Chị học lớp 6. Học lớp 6 hả? Cao lớp 6. Cao mấy 6 mà. Rồi đây, rồi chị đã ơn thì chốt cho em mã 10.
con màu này. Ủa đi, cũng chơi con màu cam sữa nha. Nhiều khi bấm cái mình lên. Đó, con này thì mặt nó da nó trắng. Con này thì mặt da nó trắng rồi, chị là ưng rồi chốt cho em. 45 55 nè. 40 kg 55 kg mặt vừa luôn rồi, chị là ưng rồi chốt cho em mã 19.
luôn cái tay nè, em thích cái lượng với cái tay nè. Em thì em mà sát mấy ký em không, cái áo vừa thôi ha. Phơm mày, cái phơm mày coi giãn dữ lắm mấy chị ơi nha. Chất này là chất kêu bằng cái gì mẹ không quên, chất giải mà mẹ nói hoài mẹ nói không ơi. Phun cấm nhật nha, phun cấm nhật nhiều gọi giải quá giờ quên hết trơn rồi đó. 130 một bộ ha, 50 ký đến 57 ký giùm em. 50 ký đến 5 bộ không, 45 ký đến 50 ký, 55 ký luôn á, quên lên ghiếp hồ quán luôn mấy chị ơi. Rồi đó là chị nào ưng cái này ghi mã 25. Giờ còn 3 bộ size 1 nữa nè, em lên nhanh luôn nè. Chị Mi Mi Dung là hai là cái gì vậy? Say hai á hả? Rồi ok, say hai mới vừa lên nãy rồi đợi xíu đi, em lên say ba rồi em quay ngược về say hai nha chị ơi. Cái này là tao kêu bằng cấm nhật nha chị ơi. Cái này là kêu bằng cấm nhật nha chị nha. Không phải hung gân hàng chợ mấy chục ngàn bộ đâu. Không phải hung gân hàng chợ đâu, hàng này là hàng thiết kế mai nhà luôn. Nói dạ gân gân nhưng mà bận mát đi lắm. Tại vì hàng tốt mà. Đó, hàng mai nhà luôn, hàng thiết kế luôn. Bên em có nhận mai theo yêu cầu của mấy chị thích kiểu gì mấy chị gửi mẫu qua bên em nhận mai. Các bạn Zalo gửi mẫu nha mấy chị nha. Bên đó là đăng hàng, đăng mặt hàng chụp từng bộ một luôn á mấy chị vô đó mấy chị. Không có thời gian live coi live stream thì mấy chị vô đó mấy chị lựa, mấy chị chốt đơn qua Zalo nha. Đó, rồi chị là ơn chốt cho em, mấy chị nào muốn lấy sỉ, bỏ sỉ mấy chị cứ các bạn Zalo đăng báo lấy sỉ mấy chị. Còn đây là chị nào ơn thì ghi mã giùm em. 26. Rồi con này hả 26. Chị đủ 4 bộ chưa? Kiểm tra chị đủ 4 bộ chưa? Chị 5 bộ rồi. Chị 5 bộ rồi nha chị ơi. Em thấy chị có 5 bộ rồi. Hồi nãy chị lấy 2, có thêm 2, thêm 3, thêm 1 hết rồi. Rồi ghi giùm em con này. Mã 27. 40 kg đến 55 kg. Đó, thôi mình là coi điện thoải mái luôn. Rồi chị đã ơn thì chốt giùm em. Quá đẹp luôn, thay 1 45 đến 55 kg. Cái này là 90 kg thật khó chị ơi. 90 kg em chỉ có beo với lại bi nha. Beo với bi, người em bi còn được có 2 bộ bi hả? Beo bi em còn được có 2 con hả? Bộ beo làm sao 90 kg không khó chị ơi. Chứ không có con nhỏ 75 kg về hả? Rồi con cuối cùng của size 1 nè. Rồi ghi mã cho em. Nhiều 28. Ghiết mà không có nhớ mã luôn á. Phải nhờ cả em nội phía ngoài nhắc tuồng không mấy chị ơi. Like viết muốn xỉu rồi mấy chị ơi. Gán like tết nha, nghỉ tết. Năm nay em nghỉ tết sớm nha, nên chị nào muốn tranh thủ mua đồ mấy chị mua nha. Còn không thì mấy chị kết bạn Zalo đi. Bên khi mà em không like thì kết bạn bên Zalo, mấy chị lựa mẫu cũng được nha. Đó, Zalo là thấm lê nè, còn số điện thoại nằm phía sau nữa rồi. Nằm phía sau cũng là bấm vô, vô chữ xem thêm nha mấy chị nha. Zalo của mẹ là tên là thấm lê á, kết bạn Zalo có số điện thoại á. Rồi ghi, rồi mã này, mã 28. Rồi, xong em qua size 3 nè. Rồi mấy chị làm muốn lên size nào nè, size 3 đúng không? Không biết chị size 3 chỉ đi ra chưa nữa. Rồi đó, hết size 1 quá, chị nào ơn người chốt cho em. Rồi đây, chị hôn chút nè, chị hôn chút là mã ha. Em mua một bộ được, mới mua nữa rồi, ok, vậy đúng rồi chị hôn chút thôi. Bên em là cách mới bên em là toàn vậy đó, mua thử một bộ hai bộ mặc thử ok, cái là mặc mua thêm mà nè. Chốt của chị mã 20 đi. Cái gì ngủ hả? Mã 20 chốt của chị hu trúc nè, ok chị nè. Có gì các bạn Zalo đi, đăng nhiều hình bên đó đó mấy chị ơi. Rồi cái mấy chị say ba còn đây không, chị nào say ba thì lại sắm mấy ký ta. Shop ở Vĩnh Long nha chị Trúc Trần ơi. Đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long nha chị nha. Rồi đây em lên size 3 nè, chị kêu kêu nè. Rồi size 3 này là 65 kg đổ về nha. Nha, 58 kg đến 65 kg. Ủa không, 60 đến 65 không? 58 kg đến 65 kg. Mã này là mã mấy mâm? Ship đồng giá 30k nha chị ơi. Ship đồng giá 30k mấy chị nha. Ship đồng giá 30k chị Mimi Nhung ơi, đợi em tí xíu đi. Tại vì chị kêu sao rồi, chị thấy không? Em mới vừa lên số 2 xong rồi, để em xíu đi. Trời ơi. 28 đúng không? Rồi mã này là mã 29 giùm em, size số 3.
ví dụ rồi say hai đi rồi chị thở đổ thôi, chị hô đổ thôi, chị cho xin ký chiều cao đi chị ơi, xem có phải đúng tay của chị không nha. Rồi đây là chị đầu ơn thì chốt cho em mã 30 giùm em say 30 giùm em say 3. Có chị ơi, mà ta dạy chị ơi, dạ có nha, đợi em tí xíu đi. Rồi mã này là mã 31, lon xuống ký chiều cao giùm em để em biết em soạn ra mấy chị ơi, cho đỡ mất thời gian nha, cho xuống ký chiều cao đi, em soạn trước cho mấy chị. Rồi đây size 3 giùm em, 58kg đến 65kg, 31, bộ này 31 nha. Bộ màu hồng đính đá đó là em còn có 4 mà chị ơi, 67kg, 75kg chưa. Rồi, có thầy bả 32 say 3. Ủa, có chị nào chọn say 3 không vậy? Có thì nó có giùm em đi, không em qua mẫu khác, em qua say 2 nha. Em qua say 2 nha mấy chị nha. Có chị nào con đang coi say 3 không? À, em ơi, lấy cho chị một bộ mã 31 rồi ok. Chị Long Nguyễn có số hội cho ta. Chị Long Nguyễn có số hội, à có số hội rồi nè. Ok, chị Long Nguyễn mã 31 rồi, ghi số 31 vô cái mã đó cho con nha. Con không có bấm cái kia ra đó. Rồi ok, mã 31 của chị nè. Rồi con này mã mấy mình? Rồi mã 32, ok, 60kg mặt dừa cho chị nha. Rồi mã 32. Ồ, size 32 của chị ơi. Đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Mã 32, size số 3. Chị nào size số 2 đợi em một tí xíu thôi nha mấy chị nha. Em lên hết cái này rồi, em qua cái khác. Có dài tay không? Dạ có dài tay chị ơi. Em có dài tay. À này có chiếc ben luôn, kệ có mấy chị ơi. Rồi đây 55kg 1m56, 1.2 cho em nha. Mặc size 2 đợi tí xíu. Size 2 em lên này xong em lên size 2. 130 một bộ mấy chị ơi. 130 một bộ nha. Rồi chị đã ưng cái này ghi mã 33. Ui dạ. Rồi mã 33 cho em con đỏ là rồi, mặc dùng 1 tớp mấy chị ơi. 33 cánh tiên nè. 33 giùm em. Rồi chị đã ưng thì chốt cho em 58kg đến 65kg. Size 3. Hàng thiết kế mấy chị ơi. Rồi đây 33, rồi con này là mã 34. Mã 34 giùm em. 34, rồi ai ưng mã 34 chút, mã 34 giùm em. 34 giùm em, 58kg 1m6. Ủa, 58kg đến 65kg. Mã 54, ủa 34. Mã 34 mấy chị nha. Rồi ai ưng thì chốt em mã 34. Đẹp quá. Mã 34. Tay dài à, chị Hoa Trần lên xuống ký chiều cao cho em lên tí nữa kênh. Bộ hồng đính đá bao nhiêu? Bộ hồng đính đá đó anh đang sale lỗ là 160 đó chị ơi. Đang sale lỗ 160 đó. Rồi. Mã mấy rồi? Rồi mã 35 cho em. Rồi chị Hồng. Chị Hồng chịu hả? Chị Hồng chịu là 65kg. 65kg 1m55. Rồi chị bằng ôm đúng không? Thì con bằng vừa đó. Ừ đúng rồi. Quên. Rồi chị gì? Chị Hồng chịu ơi, lên số điện thoại giùm em nha. Đang đi mặc cái quần thử này. Ôi mặc gì được mà thoải mái lắm. Thoải mái hả? Qua số 4 đi chị Hồng chịu ơi. Một tí nữa chị em lên số 4 rồi chị lựa nha chị ơi. 65 nó nhìn nó hơi kích nha. 65 mà chị mặc size số 3 thì nó hơi kích nha chị Hồng chịu ơi. Là tí nữa lên số 4 đó chị. Rồi ghi em con mã 35 35 không 58kg đến 40 đến 64kg thôi. Em 67kg mặc hơi kích thôi. Em thích cho mấy chị mặc thoải mái chút xíu cho nó thôi. Cho nó thoải mái. Em tới 67kg lận nha. Thôi tới 67kg lận á. Mà chỉ nhiêu ký? Phan đi coi lại chỉ 35kg à. Mà cái chỉ còn cao con chị hả? Vậy thôi chú chỉ đi. Tại vì con tới 67kg lận. Mà chị chịu chị gì? Chị gì Hoa? Cái gì chịu ta? Chị Hồng chịu lên chiều cao. Ủa số hội rồi ok. Hết số hội chị rồi nè. Chốt mã 34 chỉ đi. Và đây mã 36. Mã 36 cho em. Quá đẹp luôn. Mã 36 giùm em. Ai ơi thì chốt mã 36 giùm em. 58kg đến 65kg. 36. Em còn vài con nữa em qua xây 2 lợi nha. Mấy chị ơi, mấy chị thông cảm mấy chị đợi nha. Em mặc từng bộ một á nên mấy chị thông cảm mấy chị đợi giùm em nha. Hương em nha mấy chị nha. Rồi mã 37 giùm em. Mã 37 giùm em. 58kg đến 65kg mã 37. Đó, 37 nha, rồi có gì đọc comment cho con nha. 37. Chị
hoa trần ơi, 75 kg chưa bao nhiêu cao nha quý chị, tại vì 75 kg là mình biết là thấp là không vừa nha. 37 em có số 4 á, nhưng mà dòng em 95 đổ về đó chị ơi. Ủa là xe 3 hả? Xe 3 đây này chị ơi, 63 kg thì mặc đây mặc xe này nè chị ơi, lấy cho chị bộ hồng nặng 63 kg chị chọn mã em với chị Hà chọn ơi. Chị chọn mã thì em đi chị ơi, em không biết cái màu hồng là cái mã nào đâu. À màu hồng nào? Bộ đồ nào màu hồng ta? Đá bộ này hả? 63 kg nó không vừa đâu. 70 kg đến 90 kg nha. Ủa này hả? Xe 5 không ạ? Xe 4 hả? Xe 4 hả? Rồi sao 7 kg đến 75 kg? Thì lại sao nó còn hai con xe 4 này cũng không có, còn cái này là xe 4 nữa. Thì nó còn con đó với hai con này mà, tổng cộng 3 con mà. Còn cái này là 70 kg đến 75 kg nha. 70 kg đến 75 kg thì bên con đó. Dưới lại là con màu xanh đen nha, 106 đang sở lỗ, hai còn hai con xe 4. Em còn hai con xe 4. Còn 90 kg đổ về nè, 90 kg đổ về em còn màu đỏ cam nha. Mẫu đó có thể lỡ lắm mấy chị. Còn đây là chị đầu ơn thì chốt cho em con này mã. Mã nhiêu? Rồi mã 38 cho em. 58 kg đến 65 kg, mã 38. Mã 37 kg chị Hồng Triệu ok chị nè. Ok chị nè, dài tay đợi xíu nha chị Hoa Trần ơi. Dài tay đợi giùm chút xíu ha. Ủa dài tay mà chị 75 kg hả? Chị tự kêu là chỉ lên cái chiều cao á. Chị Hoa Trần ơi, chị thích bằng thoải mái thì chị dài dài ngày nha. Em đang đặt hàng 75 kg đổ về nó bằng thoải mái hơn. Nếu chị cao mấy sáu thì vừa chị ơi. Chứ mà chị lấy size 4 thì em sợ nó hơi bị kích á, thì không thoải mái. 68 kg không em, 68 kg mặc size 4 cho em đợi từ từ nha. Đợi em tí xíu thôi nha mấy chị nha. Em lấy bộ em đang mặc trên người cho chị luôn đi. Là bộ nào? Bộ tím đúng không? Bộ tím đó thì chị ghi giùm em mã mấy? Chị Hai mới gì mặc con nào vậy? 80 kg màu hồng đính đá. Mấy chị ghi mã đi chứ bây giờ mấy chị nói bộ trên người em buông ra cái là em đâu có nhớ đâu mấy chị ơi. Cái này mã mấy? Nè chị Long ơi, lấy cái bộ này ghi em là mã 38 nha. Màu da, màu da, màu da hả? Rồi ok, màu da này mã 38 ok chốt chị. Nè, mã 38 cho chị nè. Ok chị, ghi mã 38 vô nè. Ok, mã 38 đó rồi, ok chị nè. Cái nào mà? Màu hồng màu kỹ thì xuống vô nè. Số 4 màu hồng vậy em hết chưa? 85 kg em còn màu đỏ nữa không chị? 85 kg màu đỏ thôi. Màu đỏ cam. Màu đỏ cam thôi chị ơi. Chị Hà Trần là chị 63 kg. 63 kg chọn mã em nha. Đây là 63 kg em đang lên nè chị ơi. Em đang lên xây 63 kg đó. 65 kg đổ về. Em đang lên xây 65 kg đổ về 130 nha mấy chị nha. 7, có 72 kg Hà. Tại em chịu hao nhưng mà chị cao mấy mấy. Chịu hao thì hết bận lộn rồi. Hết bận rồi thoải mái rồi. Thêm vài ngày đi chị Hoa Trần ơi. Vài ngày nữa em về cái xây thoải mái hay gì nữa. Bây giờ em đang cái xây nó hơi kích lắm chị ơi. Lấy cho chị mã 37, có 37 còn không? Dạ, 95 đổ về là được hết. Dạ. Dọc em 95 kg đổ về là mặc vừa đó mấy chị. Mẹ nói dùm luôn đi, mẹ nói con. Mẹ nói dòng em 95 kg. Riêng cái kêu hư rồi, riêng con nói. Con nói tầm 7, tầm 3, à trời 1m67 lận. Ủa vậy là vừa mà. Vậy là mặc size 4 vừa đấy chị Hoa Trần ơi. Rồi đây nè, rồi chị Đào Ưng thì chốt cho em con này. Con này mã, mã 39 dùm em. 39 xây 3. Xây 3 65 kg đổ về. Rồi đây. Ồ con này đẹp quá. Rồi mã này là mã 40. Mã 40. Mã 40 giùm em. Quá đẹp luôn. Mã 40. 40 58 đến 65 kg. Mã 40. M40 nha. Bộ đính đá đó là 70 kg đến 75 kg đó chị. Kim My bao nhiêu ký? Chị Kim My là chỉ 80 kg hả? 80 kg không vừa chị ơi. 80 kg là chị còn em còn đỏ thôi. Đây 80 kg nè, em còn đỏ thôi. Lấy mã 40 cho chị luôn rồi ok. Lấy mã 40 chị Long luôn. Đây này chị ơi, 80 kg em còn bộ đỏ cam được không? Đó rồi chị nào lấy đỏ cam, chút đỏ cam cho em. 85 kg đổ về mặc ok luôn mấy chị yêu ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền đỏ cam.
còn phía sau là 70-75 kg là em còn một hồng sen với lại một xanh đen, em còn hai con size 4 đó, 62 kg mã 40 cũng mua không anh, cũng mua nữa mình còn không, nãy giờ mình đâu có xây này hả, không có tính sao rồi mã 40 mua hết chị ơi, 40 xây 62 kg em 62 kg em hết là chị Ngọc bé đợi xíu nha, em ăn lên là chị lựa mẫu khác cho em đi, em hết xây mã 40 rồi. Em ơi cho chị thử đồ không? Bên em là cho kiểm tra hàng nha mấy chị nha, cho thử đồ mấy chị nha. Cho, thử rồi, thử đứng trước mặt shipper rồi chồng vô giùm em nha. Chồng vô giống như là em vậy nè. Đó, chồng vô giùm em. Mặc vừa thì lấy ok nha. Chứ mấy chị đừng có vô nhà mấy chị mặc nha, rồi shipper nó không có quản lý đồ bên em được nha mấy chị ơi. Là lỡ có gì là bên nó là nó chịu, nó không có cho mấy chị thử vô nhà thử đâu. Mấy chị thử thì mấy chị thọt vô đồ đại đi giống như em nè. Đang bận bộ đồ của em thì em hợp vô thì bình thường thôi đó, cho hợp đồ vô trước mặt shipper nha, chứ mấy chị cũng vô nhà mấy chị thử nha mấy chị nha. Còn đây là chị nào ưng thì chốt cho em mã 41, rồi chị nào ưng thì chốt mã 41 giùm em, 58 kg đến 65 41 130 bộ mấy chị ơi, 130 bộ. Còn đây mã 42 cho em con này, còn tay gớt có gì đây, mã 42 đó, mã 42 cho em, 50 kg là mặt xây xây một cho em nha, đợi nó xíu đi tí nữa lên xây một cho hết thoải mái thì mặt xây 2, còn hết bằng vừa hơn giống như em đang mặc thì mặt xây 1 nha chị Tú Võ ơi. Còn đây là chị Đạo Ưng thì chốt cho em con này tay gót nè, tay gót này mã 42, mã này là mã 42 rồi, chị Đạo Ưng thì chốt cho em mã 42, 53 58 kg, 65 kg. Em có thu cho qua bộ chị mẫu khác đẹp lắm em không? Còn 4 bộ xây 2 nữa, ủa 4 bộ xây 3 nữa là em qua xây 2 nha, em còn 4 bộ nữa, còn con này đẹp nè, con này đẹp này chị Đạo Ưng thì chốt cho em liền, mã này là mã 43, mã 43 cho em đó, mã 43 cho em con này nha, đẹp quá luôn mấy chị ơi, hàng thiết kế nha, hàng mai nhà luôn mấy chị ơi, hàng này là hàng mai nhà có chích 4 bên sẵn với chị luôn nha mấy chị. Rồi đây là chị Đạo Ưng thì chốt em mã 43, đẹp cực kỳ đẹp luôn, mã 43 đến khá luôn mà, đẹp quá, 43 bộ con đẹp quá, mã 43 học đi mà. Rồi con này mã 44 rồi chốt cho chị bộ hồng đến khá trên đường 75 kg. Ai chị Kim My, chị Kim My năm à, đúng rồi, ok chị từ ở ngoài xuống luôn, ok chị Kim My nè, chốt cho chị nè, em đang xả lỗ 160 đó. Rồi ok cho chị Kim My. Ok, bộ đính đá đính đá xanh 70 kg. Với bộ bộ đỏ 80 kg cho chị Kiều. Rồi chị Nguyễn Kiều ơi, lên cho em xin cái số điện thoại chị ơi, lên cho em xin số điện thoại. Còn đây mã này là mã mấy không? 44 giùm em nha. Con mã 44 58 kg nó 65 kg. Mã 44. Nè, chị mặc là như thế này nè. Đó, hở ngực rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn, mã 44 nó cao vậy nè đó, nhưng mà nó không có làm ngợp cái ngực của mấy chị. Rồi ok chị Kiều nè, mã 44 chị Kiều là chỉ lấy cái màu màu xanh đen đúng không, 160 em đang xả lỗ đó mấy chị ơi, mẫu này đang xả lỗ rồi ok, cái mẫu này em còn tay lỡ. Rồi với lại màu đỏ thấy chưa, rồi ok với lại màu đỏ xay 80 kg nè, ok chị đó, bây giờ em còn được không, còn con đỏ nữa nè, đó em còn con đỏ xây 80-85 kg nữa, rồi em còn được hai con nữa nè, gì mã ai trốn gì không vậy, rồi mã 43 62 kg cho chị 43 còn không, rồi mã 43 cho chị Chí Tâm Lâm, Chí Tâm Lâm hả, rồi vậy đi đọc vậy đi, Chí Tâm Lâm đi. Rồi mã 33 một bộ, mã 37 một bộ, mã 5 rồi ok thang. Rồi đây rồi mã này hả mấy mà, rồi mã này là mã 45 quá đẹp luôn, mã 45 cho em con này cực kỳ đẹp luôn, có tay ha, tay beo mà đẹp quá, 45 mã 45 cho em,
chính xác mã nha anh. Rồi kiếm dùm chị hai cái mã 33 đâu, còn không? Với lại là mã 37. Kiếm mẹ đi, rồi tốt có cắt rồi bỏ vô đâu có sao đâu. Mã 43. Ủa lộn, mã 33. Có không? Rồi mã 37. 37 nó có gì là chốt chưa? Một mà số 7 nè. Cái này nó rất là dễ luôn. 37 hết hả? 37 có người chốt mà hả? Rồi vậy thôi em chốt trước cho chị cái mã 35 nha chị ạ. Chị gì? Chị bỏ riêng ơi. Chị em chốt trước cho chị mã 33 nha chị nha. 59kg em chốt trước cho chị mã 33. Em hết mã 37 rồi nãy chị không chốt sớm. Rồi ok chốt cho chị. Rồi gạch cái mã 37 nha mà. Đấy viết mực gạch trong tờ giấy á. Có nào nữa không? Có nào nữa không? Em có nào nữa nha, đợi em xíu đi. Cho một hồng treo. Chị Hoa Trần cho một hồng treo là gì vậy? À, chị Hoa Hồng ơi, em hết một hồng rồi chị ơi. Chúc chặt em hết một hồng rồi, mã 40 này 45 đúng không anh? Mã 45 cho em con này. 45 cho chị bé Ngọc nè. Ok thì bé Ngọc luôn nè, người này còn đỏ ngoài thôi. Thì chung chứ cái bộ màu xanh. Không đọc comment hả? Mày đọc cái tờ giấy đó, cái tờ giấy anh mày phải đọc chứ. Thanh tính đá nè. Thanh tính đá với đỏ tám hương đó. Rồi em hết size 1 nha. Ủa hết size 3. Nè size 3 còn con đó nè. Size 3 còn con. Mã này mã 4 mấy nè. Cái này 4 mấy. 45 có người chốt rồi đúng không? À rồi đây mã 46 cho em. 58kg đến 65kg. Mã 48. Rồi em hết. Em qua xây 2 nha. Rồi mấy chị muốn lên xây 2 không? Xây 2 mấy chị muốn lên xây nhiêu ký nè mấy chị ơi? Tại vì nhiều khi á đang lên có nhiều chị không có chờ được mấy chị đi ra. Đó, còn chị nào mà mặc xây 2 còn trong đây thì mấy chị lên kêu lên xây nhiêu ký mấy chị báo cho em đi. Đó, rồi mã 46. Rồi qua mẫu. Ừ, tay dài. Gọi lên tay dài đi. Tay dài đó, xe 4 mình thôi. Lấy mình lên xe 2 trước. Chưa xe 2 không biết chị xe 2 nó còn hay không nữa. Thì chị xe 4 hôn lên thì mình chứ. Chị xe 4 cái đi. Ừ. Ủa, không, chị Nhung rồi. Xe 2, xe 2. Ở giờ chị đợi lâu rồi. Ôi, xe 2 này nè. Vậy hả? Bộ nè. Hồi nãy giờ chị Mi Nhung nè, đợi lâu lắm luôn rồi. Rồi để em lên chị Mi Nhung nha. Xây 2, xây 2 là 40kg đến 55kg. Chị nào mà mặc xây, ủa xây 1